Ôi lạy cha kính yêu, con cảm tạ lời khen cha. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho từng anh chị em chúng con một buổi sáng được đầy phước hạnh của Ngài, sống trong tình yêu của Ngài. Con cảm ơn cha vì cha đã yêu chúng con và quy tụ anh chị em chúng con để mỗi ngày trong lời cầu nguyện. Cha đặt lời của Ngài để nuôi sống linh hồn, tâm linh thể xác của chúng con. Con cảm ơn cha. Cha đã yêu chúng con. Ngài đã ban cho Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Tại vì Ngài đã ban cho chúng con rồi, thì tất cả những điều khác Ngài không thể nào tiếp chúng con được. Cha ơi, con cảm ơn cha. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm vì tình yêu Ngài đã luôn tuôn đổ cho toàn chị em chúng con, để chúng con luôn lấy tình yêu đó và cảm động tất cả mọi người xung quanh khi con làm mọi việc, và con biết con đang làm cho Chúa. Con cảm ơn Chúa đã dạy dỗ con có tình yêu thương đó, chỉ có nơi Ngài mới làm được điều đó thôi. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng buổi nhóm cầu nguyện này lên cho Chúa. Xin Ngài đặt lời của Ngài trên từ môi miệng anh chị em chúng con, để lời chúng con phát ra là lời có giá trị của nước trời. Con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Chúa, con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Đường đi có Chúa, gian nguy chắc có lo chi. Đường đi có Chúa, đâu có biết là đi. Ta luôn luôn trong cái nguy khó coi thường. Ta đi rất tình thương. Cùng nhau ta quyết ngang theo Chúa là đi. Dù cho đầy muộn, dù cho đầy ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mọi mặt thân đi đến cho đời, cho sáng danh Chúa trời, cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục dẫn dắt ta đi, soi lối cho Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đừng đi có Chúa đau thương ta quên xa đi. Ta luôn mang thai lên đường cho ngài nguy coi coi thương. Ta đi theo dân tình thương. Cùng nhau ta quên gian theo Chúa ra đi. Dù cho đây muôn trong gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mà nàng tin yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là điểm sáng chân lý ta quý yêu. Nơi truyền giáo Chúa thăm nơi truyền giáo thương nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đừng có Chúa đau thương ta quên xa đi. Ta luôn hăng hái lên đường cho ngài nguy khó coi thường. Ra đi cho dân tình thương. Cùng nhau ta quyết tiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muôn trông gai ta không lo chi. Đi theo tình Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Cho sáng danh Chúa trời. Chúa trời biết hoa, danh chữ giờ biết hoa. Danh chữ giờ biết hoa. Dành. Chữ trời biết hoa. Dành. Danh chữ gì đấy biết. Gì đi biết hoa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cảm ơn.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con tạ ơn Chúa vì Ngài đã sẵn sàng con tạ ơn Chúa vì được làm con của được sống trong Ngài cuộc đời con luôn hoan vui cho dù năm năm dòng đời vẫn luôn trôi qua cho dù bão dũng dòng đời vẫn vui nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con trên mỗi đường hay Ngài dắt dìu con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con tạ ơn Chúa vì Ngài thường săn sóc con tạ ơn Chúa vì được làm con cuộc đời con luôn thỏa vui cho dù năm tháng trong đời vẫn luôn qua cho dù bão dòng đời vẫn đầy thương con nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng trên mỗi Ngài dắt dìu con đi cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua cho dù bão tố dòng đời vẫn vây phủ nhưng con Ngài yêu con đến cùng trên mỗi bước đường Ngài dắt dìu con đi. Amen. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Rồi bữa nay mình sẽ giảng bài khó khăn và thử thách của người lãnh đạo thuộc linh. Thì xin mời anh chị em mở Kinh Thánh Phêrô nhất chương 4 câu 12 cho tới 19. Phêrô chương 4 câu 12 tới 19. Anh nói gì thế? Cô Lê Ca. À? Chứ gì? Phêrô nhất, một Phêrô chương 4. Một Phêrô chương 4. Câu 12 cho tới 19. Rồi tất cả mọi người có chưa? Hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chờ đấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Cho em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thành lời việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đúng quyết mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì dân ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu
Người công bình còn khó được dối thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Và những cái chịu khổ thì em muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đáng tạo hóa thành tiếng. Cảm tạ Chúa. Thì trong bước đường của nhận đạo thuộc linh lại có sự gian truân, khó khăn và thử thách. Những người lãnh đạo mà không trải qua những cơn thử thách cám dỗ, những cơn mà khó khăn của nhà lãnh đạo thì họ không có thấy được cái giá trị của cái nhà lãnh đạo. Bởi vì những người đó còn vẫn còn hời hợt, không có thấy những cái điều mà khó khăn và thử thách của, đối với họ. Là bởi vì có những nhà lãnh đạo mà chỉ biết mang cái mác của họ. Họ chỉ mang cái danh là cái nghề nghiệp của những người lãnh đạo thôi. Và họ không, họ có thể có đi rao truyền Chúa Giêsu, nhưng mà trong lòng họ thì đã không có sống với Chúa. Họ vẫn còn hời hợt mà không đặt để Chúa ở trong họ. Có nhiều, lãnh đạo, mục sư hay là cha đạo thì họ bề ngoài thì họ rất là oai phong, giống như là giảng về lời Chúa. Nhưng mà về nhà thì họ cũng có cái sự mà gây gỗ và chửi bới trong gia đình, con cái, vợ con. Đó là điều mà những người mà lãnh đạo mà không có Chúa thì họ chỉ mang cái một cái mác của nhà lãnh đạo thôi. Nhưng mà về sự mà họ không có trả giá cái sự cái đời sống của họ thì cái đó là điều mà Chúa dạy cho anh chị em mình. Cái điều đó, bất cứ những gì mình nói ra thì mình phải học, mình phải tập làm. Đó là điều mà nguyên tắc của nhà lãnh đạo, phải có sự trả giá với Ngài. Khi mà Chúa đã một nhà lãnh đạo thì Chúa cũng phải Chúa giao cho mình cái sứ mạng tiền định cùng những người lãnh đạo đó, phải rao truyền về cái vương quốc của Ngài ở trên đất này và truyền về sự vinh hiển của Chúa, để khi mà Chúa đã kêu gọi những người nào thì cũng phải làm những điều mà Chúa đã truyền. Cái đó là cái Chúa đã trình bày cho tất cả những, Chúa đã dạy dỗ cho tất cả những người lãnh đạo ở trong, chính là lời của Ngài trong Kinh Thánh, thì họ cũng phải theo cái nguyên tắc của vương quốc Đức Chúa Trời. Thì họ phải dẫn dắt đàn chiên của Ngài, chứ không có phải là lo những công việc mà bề ngoài, mà chỉ có biết lo cho chính mình và không lo cho các con chiên của Chúa. Thì những người đó còn hời hợt mà chỉ có biết rằng chỉ có biết là giống như là cũng có nhiều người lãnh đạo chỉ mặc cái đồ súng xính đi ra ngoài khoanh tay hoặc là để tay ở đằng sau đi vòng vòng mà không rồi rảnh rỗi không có đọc Kinh Thánh mà cứ lo về cái việc mà karaoke, tập luyện cho cái lời ăn tiếng hát của họ, để khi mà họ ra ngoài xã hội, những người đó thì họ có được mời để ca ngợi những cái tiếng hát của họ thôi. Thì đó là cái điều nhà lãnh đạo hời hợt, nhà lãnh đạo mà không có sự trả giá. Thì khi mà gặp khó khăn mà thử thách đến thì có thể là họ không có chịu nổi, là bởi vì họ không có sống với Chúa trong cái đời sống của họ. Thì tạ ơn Chúa là cái điều đó thì Chúa đang gây dạy dỗ cho anh chị em mình
mà bây giờ là mình không còn những cái mình không có học đòi những cái như là nhà lãnh đạo đó, mà như Chúa đang dạy dỗ cho một lãnh đạo thuộc linh, là một lãnh đạo có sự trả giá. Thì biết rằng khi mà Chúa đã kêu gọi mình thì Chúa biết rằng cái những cái tiềm năng của mình và những cái khả năng của mình đối với vương quốc của Ngài. Thì khi mà Chúa đã chọn mình thì Chúa cũng dạy dỗ cho mình. Đó là một cái chìa khóa của nước trời mà Chúa ban cho anh chị em mình, để mình có quyền khóa và có quyền mở ở trên đất này. Thì tạ ơn Chúa là Chúa cho anh chị em mình cái điều này, để khi mà có sự cám dỗ hoặc thử thách và nguy nan đến thì mình mới biết rằng là cám dỗ là do ma quỷ rồi. Cám dỗ là của cái còn bóng tối ma quỷ, nhưng sau đó thì có cái sự thử thách, để cái thử thách đó chính là Chúa đã rèn luyện cái thử thách cho mình. Thử thách là cho mình được tốt hơn, cho mình được lớn lên, chứ không phải là thử thách rồi mình than van chất vấn rồi trách Chúa. Tại sao con đi với Chúa lại con bị như thế này, như thế nọ. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái điều mà thử thách đó để mình được trưởng thành trong Ngài. Và mình biết rằng mình là con cái nước trời thì phải biết sống với nguyên tắc của nước trời. Chúa Giê-xu cũng phải trải qua những cơn thử thách thì Ngài mới được vinh quang. Ngài được Chúa cũng bị cám dỗ mà. Nhưng mà Chúa có cái thần linh của Ngài thì Chúa đứng vững trong cái vị trí của Ngài. Chúa không có để cho sự cái tên cám dỗ đó chiếm lấn Ngài. Nhưng mà cám ơn Chúa là khi mình mang danh Chúa Giê-xu thì mình phải cũng có sự cám dỗ trên cuộc đời của mình đi theo Chúa. Nhưng mà mình biết rằng cái cám dỗ đó để mình không có đùa với sự cám dỗ đó, mình không có chơi với nó, mình đập nó thôi. Cái đó là điều mà cám dỗ, là cái con người cũ nó liên minh với ma quỷ thì nó mới cám dỗ mình, để cho nó chặn đường cái con đường mình đi theo Chúa, để cho mình nó không muốn cho mình cái bước đường mà đi theo Chúa cho cái hiệu quả. Nhưng mà cái đó là điều mà mình biết rằng cái con người cũ nó liên minh với ma quỷ, nó làm cho mình, nó ngăn chặn cái bước đường mà hành trình đi theo Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa qua những sự thử thách đó để mình được mạnh mẽ, bởi vì những nguy nan đó là cái đó là mình được trưởng thành. Cảm ơn Chúa. Thì mình biết rằng nên là một khi mà Chúa đã kêu gọi mình, không phải là mình giỏi hơn người khác, nhưng mà Chúa chọn mình là những người mà người bé mọn, người mà không ra gì, nhưng mà Chúa lại dạy dỗ cho mình để làm một con người có lịch sử, làm nên lịch sử cho Ngài, để mang vương quốc của Ngài trên đất này. Tạ ơn Chúa là những khó khăn thử thách đó để nhằm tinh luyện của mình. Thì ngày nay Phêrô cũng nói rằng những thử thách đó chớ lấy làm lạ, mà như mình đã gặp việc khác thường. Thì mình biết rằng khi mình thử cái thử thách là phải qua lửa. Cái lửa đó là một cái sự mà cho mình ở thế gian này. Mình phải trải qua những cơn thử thách này, thì tất cả mọi người đều phải qua lửa hết. Nếu mà mình không có bị thử thách trong lúc này thì mình không có thể nào mà mình chống cự lại trong những ngày mà sau rốt, mà mình khi mà cái thử thách đó thì không có thể nào mà chống được. Mà tạ ơn Chúa đang rèn luyện anh chị em mình để mình mang lấy danh Chúa Giê-xu ở trong mình. Mình sống với Chúa, mình thiết với Ngài và đồng đi với Ngài mỗi ngày, mang bản chất của Ngài. Mà một người lãnh đạo mà không có mang bản chất của Ngài thì chỉ có mà khi mà gặp khó khăn đến là họ sẽ không có chịu nổi, họ chỉ
chắc Chúa thôi. Thì đó là điều mà ngày hôm nay thì Chúa cho anh chị em mình cái điều này thì để tiếp tục đứng vững trong cái bước đường đi theo Ngài, không có hời hợt nữa. Hời hợt là mình hời hợt là ma quỷ nó dễ cám dỗ trong cái lúc mà mình đang hời hợt, nhưng mà mình biết cái điều đó thì mình chống trả lại nó. Thì mình hãy gần luôn luôn gần đến Chúa, chống trả lại ma quỷ thì nó sẽ là xa mình thôi. Mình có một cái sức mạnh của Đấng Christ ở trong anh chị em mình. Cái đó là điều mà Chúa đang cưa cho mình cái điều này để mình luôn luôn vững và trong cái sự mà dạy dỗ của Ngài. Thì nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót bấy nhiêu. Nhảy nhót thì tạ ơn Chúa khi mình mang cái sự thương khó của Chúa đánh đồng với Chúa. Chúa cũng phải trải qua những cơn thử thách và sự cám dỗ của Ngài và sự thương khó của Ngài. Thì mình mang lấy cái sự đau khổ, cái đó là khí giới mà Chúa ban cho anh chị em mình để vạn tuyệt cái tội lỗi của mình. Khi mình cùng đau khổ với Ngài thì mình cùng đồng đi với Ngài thì Chúa mình sẽ đoạn tuyệt với cái tội lỗi. Tội lỗi nó không có thể nào mà chiếm được và trong cái đời sống của mình khi mình cùng đồng đi với Ngài thì lúc đó thì mình sẽ được vui mừng bấy nhiêu, mình nhảy nhót, mình mình có sự vinh hiển của Ngài ở vinh hiển diện ở trên đời sống của mình. Cảm ơn đường đi theo Chúa, mình thấy cái khó khăn thử thách đó nó không có thể nào mà nó làm đổ lật đổ mình được, bởi vì mình biết mình quen rồi, mình chịu được mà. Mình coi cái đó là không còn lạ thường nữa. Tạ ơn Chúa là cho cái đời sống bước đi theo Chúa là phải có trải qua hết tất cả. Nhưng thì trong cái bước đường của anh chị em mình đi thì cũng có nhiều khi cũng có cái thời định, kỳ định của cái mỗi một con người của mình. Thì có kỳ sanh ra thì có kỳ chết, thì có kỳ trồng thì có kỳ nhổ và nhổ và đã trồng, thì có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá đỡ thì có kỳ xây lại, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn thì có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá thì có kỳ nhóm đá lại, thì có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xét rách và xé rách và có kỳ may lại, thì có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra, thì nhiều khi có kỳ bập bẹ nói hay nói vấp hay nói sai chữ thì Chúa cũng cho mình có kỳ nói sỏi thôi, thì mình tiếp tục mình sai cái điều gì mình Chúa chỉnh lại, Chúa chỉnh lại cho mình. Thì tạ ơn Chúa là khi mình giảng ra một cái bài giảng thì mình cũng phải soạn, mình cũng phải sống với cái lời lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm, và một tuần lễ biết rằng cái tuần lễ đó đến mình giảng thì mình phải có cái sự luôn sống với Ngài thì Ngài sẽ bày tỏ Đức Thánh Linh để cho mình biết mình phải nói gì. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ sỉ nhục thì anh em có phước vì vinh hiển là Thánh Linh của Đức Chúa Trời động trên anh em. Ồ, tạ ơn Chúa thì khi mà mình mang danh Chúa Giêsu, mình nếu mà mình chịu sỉ nhục vì Chúa, bất cứ những cái gì mà họ có nói, có chửi, có la mình tà giáo hay là bất cứ điều gì, cái đó mình chịu sỉ nhục vì Chúa, cái đó là một cái phước hạnh lớn
Chúa ban cho mình mà Chúa mà vinh hiển và thánh linh của Ngài đậu trên anh chị em mình, đó là cái điều mà phước hạnh nhất, là lớn lao, là cho mình được biết và cái là phần thưởng của anh chị em mình. Thì tạ ơn Chúa bây giờ là cho dù họ có nói gì tai mình cũng không có nghe. Mình nghe mà nó lọt tai vào tai này và lọt tai khác thôi. Cái đó là điều mà sỉ nhục, đau khổ với Chúa, hy sinh và trả giá với Ngài. Đó là một cái người lãnh đạo thuộc linh là phải có sự trả giá, phải có sự hy sinh, phải chịu đựng tất cả. Thì cái đó là một cái phần thưởng cho mình mà Đức Thánh Linh đậu trên anh chị em mình. Mà Đức Thánh Linh đậu trên mình thì những cái đó nó chỉ có phớt qua, giống như là lá đổ đậu vịt thôi, thì không ở cái nước đổ đậu vịt thôi, thì cái đó nó không có dính vào da mình. Tạ ơn Chúa là cho dù họ có mắng rủa mình đi nữa, mình cũng tiếp tục bong bong đi theo Chúa, bởi có Chúa là trên hết, Chúa là đứng, Chúa là tất cả của mình rồi. Tạ ơn Chúa. Thì khi mà ai mà chịu trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Thì nếu mà ai mà những người mà chịu khổ vì giết người đây thì bị tù xong rồi bị người ta đánh đập, chẳng vậy thì cái đó là khổ, chẳng có gì hết, chẳng có ích lợi gì cho cái khổ sở của mình. Khổ vì trộm cắp thức khuya đêm hôm dậy căn nhà này nhà nọ để cướp người ta, cái đó là khổ. Thì tạ ơn Chúa là mình chịu khổ, khổ là khổ vì dân Chúa, vì Đấng Christ đang ở anh chị em mình. Đó là tạ ơn Chúa vô cùng. Đó là khi mình chịu khổ vì Chúa, mình là một cái tín đồ của Ngài, thì cho dù mình có chịu khổ, mình không có hổ thẹn, đó là mình vui mừng với Ngài, hân hoan sung sướng, bởi vì mình đã có Ngài. Ngài đã trả giá hết cho mình, Ngài đã chịu khổ, Ngài cũng phải chịu sỉ nhục. Mà Ngài mang hết, gánh hết tất cả cho mình rồi, thì đó là mình được mang danh và ngợi khen với Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa cho anh chị em mình, cái điều này để mỗi ngày mình được phát triển, mình được trưởng thành trong Ngài, chứ không có lùi bước. Mình đi phía trước, mình quên hết chặng đường đã qua và tiến về phía trước. Tiến về Đức Chúa Jesus Christ. Đó là nguồn gốc của mình, là cái là chỗ tâm điểm của mình, đi theo của Ngài, đi theo với Ngài. Tạ ơn Chúa. Thì Chúa cũng dạy cho anh chị em mình, vì thời kỳ đã đến là sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào. Thì tạ ơn Chúa vô cùng, là khi mà Chúa cho mình biết cái điều này, mình cũng phải bị phán xét thôi. Phán xét nhưng mà từ ở trong nhà của Ngài, bởi mình ở trong nhà của Ngài. Nhưng mà cái phán xét đó cho mình được phần thưởng lớn, chứ không phải là những kẻ mà không có vâng theo tin lành thì không biết là nó như thế nào. Thì mình còn phải bị phán xét, không chỉ là những người mà không tin Chúa. Thì đó là điều mà nếu người công bình mà còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và tội có tội sẽ trở nên như thế nào. Thì Chúa đã khẳng định như vậy, thì mình biết rằng mình luôn luôn bám chặt lấy Chúa, chịu khổ với Ngài theo ý muốn của Chúa, và làm lành, làm những cái điều mà Chúa dạy. Thì tất cả những cái lĩnh vực mà Chúa sai mình đến, để tất cả những lĩnh vực đó là cơ nghiệp của mình, tâm linh, chính trị, rồi xã hội, khoa học, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, đó là những nơi mà Chúa ban cho mình, đó là cơ nghiệp của mình, để mình đến mang
danh của Chúa Giêsu đến cho đến với họ và mang tình yêu của Ngài đến cho họ. Tạ ơn Chúa là một cái nhà, một người lãnh đạo thuộc linh là phải có sự trả giá, phải đánh đồng với Chúa, phải có danh hiệu của Ngài ở trong cái đời sống của mình để họ thấy Chúa ở trong đời sống của mình. Amen. Ôi kính lạy Cha dấu yêu của chúng con cảm tạ Cha với sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Ôi còn đến đời đời với chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Ngài đã dạy cho chúng con biết rằng khi chúng con trong lò thử thách và chớ lấy làm lạ như gặp được khi chúng con gặp một việc khác thường. Ôi chúng con đã quen rồi, Chúa ơi, những khó khăn thử thách đó để nhằm tinh luyện chúng con, để chúng con được vững chắc hơn vàng ròng, Chúa ạ. Ôi chúng con quý hơn vàng nữa, bởi vì Ngài đã yêu chúng con, Ngài mới bày tỏ cho chúng con, Ngài mới dạy dỗ để chúng con được trưởng thành. Chúng con phải là những người mà đứng đầu, Chúa ạ. Ôi bởi vì Ngài đã kén chọn chúng con và dạy dỗ cho chúng con, thanh luyện chúng con như thế nào, thì chúng con là những người vui mừng nhảy mót, nhảy nhót trong Ngài, Chúa ơi. Chúng con phải chịu khổ, phải chịu mang lấy sự thương khó của Ngài bao nhiêu thì chúng con hãy vui mừng bấy nhiêu, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Ôi qua sự dạy dỗ của Ngài, chúng con biết rằng với tất cả những gì mà mang đến cho chúng con để nhằm tinh luyện cho chúng con, để chúng con được trưởng thành, để chúng con được nên giống con của Ngài, con của Đức Trời. Con của Đức Trời thì phải sợ chịu đựng tất cả như Chúa đã chịu đựng, Chúa ạ. Ôi chúng con như Chúa sỉ nhục, như điều gì chúng con cũng phải sỉ nhục điều đó, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài nên chúng con được lãnh phần thưởng rất là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên chúng con rồi. Hay chúng con vui mừng, thật là hạnh phúc khi Chúa dạy dỗ cho chúng con những điều này. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con không hổ thẹn vì danh Ngài. Chúng con đứng vững tất cả chúng con phải trả giá. Ôi tất cả những cái giá đó mà Chúa đã trả giá cho chúng con rồi. Này chúng con chỉ mang danh của Ngài đem tới mang tới đến các lĩnh vực, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Để Ngài mỗi ngày dạy dỗ cho chúng con, thanh luyện cho chúng con, cái tư cách, tính cách của chúng con phải lên giống Ngài, Chúa ạ. Ôi giống Ngài từ trong ra ngoài, để chúng con có cảm xúc giống như Ngài, yêu những gì Chúa yêu mà ghét những gì Chúa ghét, Chúa ạ. Yêu sự công bình và ghét sự gian ác. Ồ, đó là nguyên tắc mà Chúa đã dạy dỗ cho chúng con. Và chúng con phải sống theo trật tự của Ngài. Ôi, tâm linh, linh hồn và thể xác. Để chúng con không còn lộn xộn như Babylon như trước nữa, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con sống với con người mới. Con người mà Chúa đã cho chúng con được sinh lại bởi ơn trên. Ôi, chúng con phải đi theo Ngài, trong ánh sáng của Ngài, Chúa ạ. Chúng con yêu Ngài nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Alo, tiếp tục đi anh chị em. Ai đây? Tiếp tục đi.
Dạ, cảm tạ Chúa qua đoạn kinh thánh này cũng như qua bài giảng mà chúng mới vừa nói vừa giảng, thì đó là những người mà làm cái sự khó khăn thử thách của các lãnh đạo phục linh. Thì cảm ơn Chúa, khi bước đường mình đi theo Chúa, mình biết rằng có những cái thử thách, nhưng mà nếu mà là những người lãnh đạo thuộc phim thì còn phải nhiều thử thách trải qua nữa. Ngay cả khi mình được tất cả qua cái sự dạy dỗ đó, thì mình biết rằng những cái là cái thử thách khó khăn đó đối với mình bắt buộc mình phải phải gặp để mà mình trải nghiệm tất cả những khó khăn. Thì qua lời của Chúa trong đây cũng đã khuyên mình như thế nào là những người chịu khổ vì Chúa, thì mình phải có vào trong cái lò thử thách đó, để những cái việc mà nó xảy đến trong đời sống của những người lãnh đạo thì mình không có, mình đã trải qua, mình đã nếm thử gặp phải rồi, mình không còn thấy là lấy làm lạ nữa. Thì cảm ơn Chúa, Chúa đã cho anh chị em mình qua cái bài học này, để mà những cái thử thách đó mình biết cách làm sao để mà khắc phục với nó. Thì cảm ơn Chúa, đó là những cái thử thách mà mình được cùng chia sẻ với Ngài trong sự thương phó của Ngài. Chúa Giêsu, Ngài là Chúa mà Ngài cũng phải trải qua thử thách cho đến nỗi mà chết. Nhưng mà đối với mình, với anh chị em mình, với những người lãnh đạo thuộc linh, thì có những thử thách đó nhưng mà không đến nỗi như Chúa Giêsu Ngài đã phải trải qua cái thử thách cho đến nỗi để mà bằng lòng chịu chết thì mới được vinh hiển. Giờ đây anh chị em mình thì có những cái thử thách đó, nhưng mà làm sao bằng so với Chúa được, thì Chúa đã có cái vinh hiển mà khi Ngài đã hoàn thành sứ mạng của Ngài trên đất này để làm gương cho anh chị em mình, để mà mình rồi cho dù có những thử thách đó, nhưng mà Chúa đã đến, Ngài đã có cái được vinh dự và được vinh hiển nơi Chúa Cha, thì Ngài luôn là đến, luôn luôn giúp đỡ mình mọi nơi mọi lúc, cho dù có thử thách như thế nào nhưng mà Ngài vẫn hiện diện ở giữa chúng ta, để mà mỗi những cái trải nghiệm, mỗi những cái thử thách đó mình nhìn nghĩ tới Chúa, nhìn tới Chúa thì mình cảm thấy rằng vui mừng và nhảy nhót bấy nhiêu, là bởi vì Chúa đã gánh đỡ cho mình rất là nhiều trong con đường, bước đường mình là những người lãnh đạo ở thuộc linh tương lai, để làm sao mà mình còn biết không những riêng cái sự khó khăn của mình, mà mình còn biết giải quyết những khó khăn của người khác, làm sao đem cái niềm vui mà tất cả những điều mà mình đã học hỏi để mà biết chia sẻ cho những người khác nữa. Thì cảm ơn Chúa, mình được những thử thách và trải qua những đau khổ hay là bắt bớ, đó là cái vinh dự của người lãnh đạo thuộc linh, đó là mình được hãnh diện để mình lấy tất cả những vinh hiển đó dâng về cho Chúa. Thì cảm ơn Chúa, mọi khó khăn đó thì Chúa đã nói rồi, khi sự phán xét đó tới thì là khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, là anh chị em chúng mình càng có Chúa bao nhiêu thì cái sự phán xét đó mình cần phải được Chúa phán xét, để mình nhìn ra được con người mình muốn giống như Ngài, trở nên giống như Ngài, thì mình phải qua những cái lò luyện đó, mình mới nên giống như Ngài được, mới tiếp tục là mình là những người, những lãnh đạo thuộc linh, là những cánh tay nối dài của Chúa trên đất này, làm sao để cho mọi người thấy rằng, nhìn mình họ thấy rằng người đó có Chúa, người đó có cái sự nhịn nhục và khiêm nhường giống như Ngài. Mình cảm ơn Chúa. Qua bài học này thì anh chị em mình mỗi ngày được Chúa dạy dỗ qua cái những khó khăn của những lãnh đạo thuộc linh đó, và giờ đây mình cũng đã học được cách làm sao
để mà biết hiểu biết lời của Chúa, để mà biết cách phân tích nó ra theo lời của Ngài, và cũng biết chia sẻ với người khác. Thì cảm ơn Chúa, Chúa đã cho anh chị em mình qua cái sự dạy dỗ này để mà trở thành những người lãnh đạo thuộc linh có giá trị về nước của Ngài. Cảm ơn Chúa. Em xin dâng lời cầu nguyện. Tôi lạy Cha là Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài đã dành cho chúng con qua sự dạy dỗ này, để cho những khó khăn thử thách trong cuộc sống hay là bất cứ chúng con gặp phải, đó là cái đời sống mà chúng con đang được Chúa dạy dỗ, để chúng con được tu luyện, trở nên những người lãnh đạo thuộc linh đúng theo ý Chúa muốn, đúng theo sự đòi hỏi của Ngài. Chúa ơi, mình cảm ơn Chúa vì tình yêu đó mà Chúa đã cưu mang chúng con. Ngài yêu chúng con, Ngài muốn sửa dạy chúng con để chúng con là những người lãnh đạo xứng đáng với danh hiệu của Ngài. Thành cảm ơn Chúa, xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con mỗi ngày, lửa thịnh nộ của Ngài mỗi ngày đến trên chúng con để thiêu đốt tất cả những gì mà chúng con còn chưa xứng đáng với danh mà Ngài đã chết cho chúng con. Trời, cảm ơn Chúa, sự chết của Ngài không uổng phí khi chúng con tuân theo tất cả những điều dạy dỗ của Ngài. Cần cảm ơn Chúa, giờ đây anh chị em chúng con được học hỏi, được dạy dỗ qua Thánh Linh, qua tất cả những người mà Chúa gửi đến cho từng anh chị em chúng con để dạy dỗ chúng con. Ngài muốn cho chúng con trở nên một người lãnh đạo thuộc linh tốt, để mà đem mang vinh hiển về cho Ngài. Trời, con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con, lửa của Ngài thiêu đốt mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Vì chúng con có phần sự thương khó của Chúa bao nhiêu, thì sự vui mừng của chúng con mỗi ngày được vui mừng bấy nhiêu. Con cảm ơn Chúa vì con tin rằng tất cả mọi điều chúng con gặp phải ngày hôm nay và tương lai đều sự sắp đặt của Ngài cho chúng con, để chúng con phải trải qua, để chúng con cũng được vinh hiển như Chúa. Chúa ơi, để chúng con trở thành là những nàng dâu khi mà Chúa, ngày Chúa trở lại, chúng con sẵn sàng để mà đến đón trước, được Ngài đón trước. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa nhiều lắm. Xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt từng anh chị em chúng con, để chúng con trải qua những thử thách khó khăn này, trải qua những kỳ học vấn, trải qua những cuộc sống của mỗi ngày đời thường này, không có gì đáng sợ khi có Ngài ở bên cạnh, khi có Ngài luôn luôn bảo vệ, gìn giữ chúng con, để chúng con vui mừng đón nhận tất cả những thử thách đó. Con cảm tạ ngợi khen Chúa, con xin dâng một ngày mới đầy tràn sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài luôn đi cùng chúng con, làm việc với chúng con, ngủ với chúng con, ăn với chúng con, làm tất cả mọi điều ở gần chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Cha, con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Hôm nay chị chung với cô chị giảng. Đúng rồi. Giảng được tiếng đạo thôi, đâu có làm gì đâu, đang lái xe. Lãnh đạo người thực hiện. Dạ. Thì bước cho cái bài giảng ngày hôm nay để mà luôn nhắc nhở đấy. Vâng. Vì em về cái ơn mà Chúa chọn đạo
Tại vì đó là cái hạt giống mà Chúa đã chọn từ trước muôn đời rồi. Chúa đã đặt để cho từng con người. Nhưng mà cái người mà được gọi và người được chọn, mình đã biết được hai cái khác nhau. Khi mà Chúa gọi là Chúa gọi hết, nhưng mà cái người được chọn là cái người mà mình đáp lại cái lời mời gọi của Chúa. Thì khi Chúa chọn mình là người lãnh đạo, mà mình đáp lại lời vâng, con xin vâng, là những người vâng lời Ngài và thực hiện, thì trong cái quá trình Ngài đào tạo, Ngài cũng cho mình thấy được rằng khi một người sinh lại là nhìn thấy được tất cả những cái mẫu gương của Chúa Giêsu, sinh lại bởi Ngài mà. Thì nhìn thấy được cái chặng đường của Chúa đi thì cứ học và làm theo. Và Ngài cũng đã đổ Thánh Linh của Ngài xuống, trang bị đầy đủ cho những con người mà Chúa mời gọi để mà làm theo. Và đi trên cái con đường của Chúa Giêsu đi, nhìn thấy được cái mẫu gương của Chúa từ khi sinh ra, ở trong máng cỏ như thế nào, và cái sự lớn lên của Chúa trong từng giai đoạn. Ngài cho mình nhìn thấy được cái sự trưởng thành của Chúa phải ẩn dật như thế nào. Rồi trong cái bước mà khi Chúa Giêsu 12 tuổi ý thức được, thì Ngài trong cái sự khôn ngoan và Ngài luôn hướng về cha Ngài như thế nào. Thì mình nhìn thấy cái mẫu gương của Chúa để mà mình nhìn. Ở đây nói đến một cái sự thay đổi tư duy. Cái câu 19. Vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Và mình cũng đã được học biết linh hồn rồi. Linh hồn là có cái ba phòng rồi. Ý chí, tâm trí và cảm xúc. Thử ra cả một cuộc đời trên cái bước đường mà Chúa dạy dỗ cho người lãnh đạo thì càng phải làm việc cho bản thân, làm việc với linh hồn mình hơn hết. Tại vì mình đứng ở trong cái vị trí là chăn cái bầy chiên của Ngài, lãnh đạo cho dân sự của Ngài. Và nếu mà mình đi lạc lối thì là lãnh cả cái dân sự của Ngài cũng bị ảnh hưởng theo. Thì tất cả những cái gì mà người lãnh đạo cho là quý giá đó thì đầu tư vô cho nước của Ngài hết. Và cũng phải khẳng định rằng nước của Ngài ở trên đất này. Và Chúa đã trao cho cái người lãnh đạo, cho hội thánh cái chìa khóa nước của Ngài. Nhưng cái quan trọng là làm sao để người lãnh đạo biết chỉ dẫn, biết cách để mở cho chính mình vào nước trời và con dân của Ngài vào nước trời. Chứ còn chìa khóa thì Ngài cho, nhưng mà không biết cách. Ở đây, khi mà Ngài nói về cái việc khi mà mình được học tất cả những cái điều, bước đường của mình đi ở dưới đất này đều quy chiếu ở trên trời đó, thì cái câu 15 đó, đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. Ở đây, khi mà Chúa nói về cái hình bóng của cựu ước của những người lãnh đạo tôn giáo, kinh sư, pharisee, Chúa la rầy những con người đó, thì mình cũng phải quy chiếu vào trong cái phần thiêng liêng của thời này, là hình bóng của thời này, là những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo đã trộm cắp, là giết người, những cái giáo lý mà mình không ở trong cái lẽ thật của Ngài, đưa ra những cái giáo lý giả dối để làm cho con chiên không lớn nổi, bị còi suy dinh dưỡng, cạo lông. Đó, những cái con chiên bị cạo lông, tất cả những cái giáo lý đó là giáo lý giả dối, không có cho dân Chúa nhận được nước thiên đàng, được lớn mạnh, được trưởng thành để ra những cái lãnh đạo khác cho thế giới, thế gian. Là bởi vì khi mình là một người được sinh lại, mình Chúa gửi mình ở trong thần, trong tâm linh, là mình biết là đại diện cho nước Ngài, đại diện cho dân sự của Ngài, để đưa dân sự của Ngài vào nước trời và chỉ cách cho dân của Chúa được lớn lên và trưởng thành để mà làm một hội thánh tinh tuyền của Chúa. Thì khi mà mình mà không tập trung vô lẽ thật của Ngài, ăn nằm với Ngài, thì mình cũng là những cái kẻ giết người, giết dân sự của Chúa, trộm cắp, phạm pháp, đi phạm luật, đi trật đích cái ý muốn của Ngài.
chứ không phải là mình nhìn vô là với cái mắt thuộc thể là về cái việc và phạm pháp của thế gian đâu, cướp giết đâu. Mình thừa biết mình mà ăn cắp là tù ngay, ai ngu mà để làm những cái việc đó. Nhưng Ngài nói về trong những cái con người lãnh đạo, trong cái tâm linh, mình đang ở trong cái bước đường tâm linh của Ngài. Nếu mình không đi vào lẽ thật để mà sự dạy dỗ của Chúa, để dám trả giá cho Ngài, thì là cái sự xen vào những người khác là cái sự gian dâm của mình. Đó, là cái con người cũ của mình nó nổi lên để mà đi nghịch lại cái ý muốn của Chúa. Thực ra đó là cái điều mà rất là tỉnh thức cho những anh chị em mình và cho chính em đây, để mà mình nhìn thấy được cái bước đường của Chúa dạy dỗ cho mình. Chúa cho mình ăn những cái thức ăn tuyệt hảo này, mình biết trả giá, mà cái trả giá ở đây mình đã thấy rồi. Chúa đã cho mình nhìn thấy Chúa cũng phải trả giá ở trong 40 ngày ở trong sa mạc với Satan như thế nào, thì Chúa cũng đã cho mình nhìn thấy và trang bị hết cho mình rồi. Khi mà mình được ở trong Chúa Giêsu là Adam thứ hai, rất là tuyệt vời. Mình chỉ cần nhìn thấy thôi, nhìn thấy cái đời sống của Chúa Giêsu thôi, mặc lấy con người mới thôi, là Chúa chỉ cách và cho mình trưởng thành, đi mạnh mẽ. Vì khi mình càng trưởng thành và lớn lên trong con người mới như thế nào, thì cái con người cũ nó phải hổ thẹn và nó phải xấu hổ, để mà mình cũng biết cách để mà đập cái con người cũ đó rồi, để mà lớn mạnh cái con người mới là mặc chính Chúa Giêsu, đi trên con đường của Chúa Giêsu, nhìn thấy cái gì Chúa Giêsu làm mình làm theo trong cái sự vâng lời. Và những lúc mình yếu đuối thì chính những lúc Chúa mạnh ở trong mình là Chúa đã trang bị, Chúa đã trả giá một giá máu cho mình, để mình có Đức Thánh Linh và thần của Ngài để mà mình bước đi đầu phục Chúa. Đầu phục Chúa là để cho mình có cái thời giờ riêng, biệt riêng để mà ăn nằm với Ngài. Đó. Khi mình đầu phục Chúa là dám làm những cái điều mà Chúa bày tỏ cho mình. Đó là cái việc mà để chống trả ma quỷ, mình xua đuổi cái những cái ma quỷ ra khỏi bầy chiên. Khi mà sói đến thì mình còn bảo vệ cái bầy chiên của mình nữa. Đó là những cái người lãnh đạo nhìn thấy được Chúa Giêsu là người chăn bầy như thế nào, thì mình nhìn thấy được cái mẫu gương của Chúa đi. Và qua cái sự khó khăn của Chúa là ẩn, thứ nhất là Ngài sinh ra thì mình cũng được sinh ra bởi Ngài. Rồi chặng đường của Ngài ẩn dật để mà học hành, ẩn náu trong Chúa, trang bị đầy đủ trong 30 năm trời. Mình cũng vậy, mình cũng được ẩn dật để mà Ngài dạy dỗ cho mình trong cái thời điểm của Ngài. Và rồi khi mà mình cũng phải trải qua cái đồi can bê, cái sự thương khó của Chúa, nó rất là tuyệt vời. Để mà mình bước đi trong Ngài trong cái sự khó khăn bao nhiêu thì mình càng vui mừng bấy nhiêu, bởi vì cái sự vui mừng này không có mất được. Bởi vì Ngài nói như vậy, khi mình ở trong Chúa, cái sự vui mừng và cái bình an của Chúa không có ai lấy mất được hết. Khi mình được ở trong cái lẽ thật và sự dạy dỗ của Ngài, để cho trong cái thời gian có khó khăn đó thì mình càng mạnh mẽ và trưởng thành để mà gánh vác cho cái dân sự của Chúa, cho chiên của Ngài, rồi cho nói chung là hội thánh, cho nàng dâu, làm sạch cái nàng dâu của Ngài thôi. Cảm tạ Chúa cho khi mà cái bước đường đi thì nó có cái bốn cái sự cám dỗ đó, về tiền tài, về danh vọng, về xác thịt, về dâm dục, tất cả những cái điều đó thì Chúa cho mình nhìn thấy cái trước những cái sự kiêu ngạo nữa đó. Thì cảm tạ Chúa, những cái điều đó Chúa đã vượt qua hết rồi. Nếu mà là mình một lập quyết nhỏ, chắc chắn trong cái tình yêu của Ngài và năng quyền của Ngài ở trong mình, Ngài cũng cho mình vượt thắng hết tất cả những cái sự cám dỗ đó. Tại vì trong cái mức độ cám dỗ đó, để cho mình trả giá với Ngài, để mà mình được gần gũi Ngài, và để mà vàng thì phải được tinh luyện thôi, thì càng làm mạnh và sống con người mới, mặc lấy chính Ngài bao nhiêu thì mình sẽ nhận được cái sự bày tỏ và cái con người mới của mình càng mạnh hơn, để mà bước theo thực hiện những cái sứ mạng mà Chúa đã đặt để ở trong mình, đó là giống Ngài. Và
cai quản và quản trị. Thì những cái chặng đường mình đi từng, mình sẽ thấy chi tiết ra mỗi ngày mình phải đối diện với những cái khó khăn gì. Thì bây giờ mình phân tích ra những cái điều mà Chúa cho mình biết, phân tích ra để làm việc với linh hồn đó. Đó là làm việc với tâm trí đó. Tâm trí và cái cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình thì rất là phù hợp. Khi mình sống con người mới thì phù hợp với cái cảm xúc của Chúa lắm. Cái niềm vui không có mất được đó. Và cái ý chí của mình rất là mạnh. Khi mình thấy được ý chí của ở trong Chúa, ở trong cái linh hồn của mình mạnh, là bởi vì trên thần của Chúa, khi con người mới của mình được tương giao với Chúa, thì mình đi trong cái sự trật tự của Chúa, linh hồn thân thể của mình đều khuất phục với thần của Ngài, thần linh của Ngài, mà mình được kết nối với Ngài ở trong cái thần quan tương cảm, trong tâm linh của mình. Thì lương tâm của mình rất là mềm mại khi ngài dạy dỗ mình qua những cái sự góp ý của người khác, qua những sự chỉ trích của người này người kia, mình đều lắng tai nghe, mình chịu được. Để mà qua những cái điều đó là những cái sự thử thách đó, thì mình nghe để mình phân tích điều gì đúng, điều gì sai, điều gì con người cũ mà nó đã ảnh hưởng tới mình, để mà cho những người xung quanh thấy thì mình cũng tiếp nhận để mà mình sửa sai. Thì những cái điều đó rất là đau, đau lắm. Thì đó là những cái thử thách. Thì mình lắng nghe và tiếp nhận để mà mình sửa lỗi. Rồi thì khi mà mình có cái lương tâm nhẹ nhàng, cái tấm lòng để mà mình lắng nghe, thì khi mình nghe được cái thần linh tính của Chúa dạy dỗ cho mình rất là rõ ràng, để mà mình trong cái tâm tình của Đấng Christ, là cái tấm lòng của Chúa, để mình theo Ngài, còn nhận được những cái sự bày tỏ lớn hơn nữa, để có trách nhiệm trên đời sống mình, đời sống gia đình của mình, đời sống của hội thánh, đời sống cho dân sự của Chúa. Và trong cái đời sống đó thì Ngài cũng cho mình biết được có những cái lúc mình cô đơn. Những cái phần cô đơn đó thì mình biết được rằng mình càng gần Ngài hơn nữa trong cái sự chỉ dẫn. Khi mình để mà Ngài cũng cô đơn trong cái vườn Gethsemane đó, thì Chúa cho mình nhìn thấy tất cả đều trải qua hết. Nhưng cái sự đòi hỏi của Chúa là ai có tai thì nghe, và phải sống đắc thắng, nghe những cái lời của Thánh Linh phán. Cảm tạ Chúa đã trang bị cho chúng con đầy đủ rồi. Cái việc phần của chúng con cần phải làm thôi, đó là Ngài không có để cho chúng con làm một mình, nhưng mà Ngài đã trang bị thần của Ngài, Thánh Linh của Ngài, để mà chúng con cùng với Thánh Linh để mà làm việc trong cái sứ mệnh, trong cái cơ nghiệp của chúng con. Cơ nghiệp lớn lao đó chính là Chúa, và còn những cái tạo vật khác là cho dân sự của Chúa nữa. Cảm tạ Chúa. Amen. Để bước đường mình đi luôn luôn có cái sự nhịn nhục. Mình biết được rồi, ở đây nhịn nhục nó khác với là nhu nhược. Mình biết được trong cái nhịn nhục của mình là mình có cái mục đích lớn. Để mà như Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài nhịn nhục, nhưng mà Ngài luôn đứng ở trong cái vị thế trên cao, là con của Đức Chúa Trời. Thì khi mình được sinh lại, mình cũng đứng ở trong cái vị trí của Chúa ở dưới thế gian này. Khi mình phải đối diện với chính quyền, bất cứ một điều gì, mình vẫn giữ được cái tư thế là con của Ngài đứng ở trên cao. Cái phẩm chất của mình được sinh lại rồi, mình luôn ý thức đi trong cái sự ý thức đó, thì cái phần linh hồn con người cũ nó không len lỏi vào trong cái tâm trí của mình để nó hạ gục trong cái tâm trí của mình được. Mình luôn ý thức được rằng mình ở trên cao với Ngài, được sinh ra bởi Ngài, và mình đại diện cho nước Ngài. Thì Đức Thánh Linh sẽ gìn giữ cái tấm lòng và ý chí của mình. Cảm tạ Chúa. Và khi mà mình đứng ở trong cái vị trí đó thì mình mới thấy được những cái những người lãnh đạo về
lãnh đạo về tôn giáo đó, thì mình phải sáng mắt ra để nhìn thấy cái mục đích của Chúa xuống trần gian này là Chúa phá hủy đi cái tôn giáo, bày tỏ Chúa Cha, đem nước của Ngài bày tỏ. Mà nếu như mình còn tập trung vào cái tôn giáo, nghi thức, nghi lễ, đánh trừ quỷ, trừ tà, chữa lành những cái nhỏ nhoi như vậy mà quên đi những cái điều để làm cho dân sự của Chúa để có được cái bản chất giống Ngài và để quản trị cho gia đình, cho chính bản thân, tấm lòng cho gia đình, cho đất nước, thì mình còn hơn là kẻ phạm pháp để mà ở tù. Thì tù đây với Chúa là cái sự phán xét, cái hỏa ngục. Thì cảm tạ Chúa mỗi ngày để mà ngồi với Ngài, để Ngài cho thấy được cái vị trí mà Ngài đã chọn con, chọn anh chị em con là những người lãnh đạo trong tâm linh, không phải là để cái danh tiếng bề ngoài mà cái sự kiêu ngạo đó mà cám dỗ mình được đâu. Mình phải biết mình là đã là thượng tôn rồi, mình đã được ở trong Ngài, là mình đã được đứng ở cái vị trí cao sang với Ngài rồi. Thì những cái cao sang của giá trị thế gian này không có làm lay động được lòng của mình. Và tất cả những cái tình yêu của thế gian này cũng mình đã được ngập tràn cái tình yêu của Chúa rồi, cũng chẳng có lay động được mình. Chỉ lòng thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài qua mình đến với những con người khác, đến với dân sự của Chúa, đến với chiên của Chúa thôi. Và danh của Chúa được sáng qua cái đời sống. Mà mình là một cái chiến binh của Chúa, thì khi chiến binh của Chúa trong những cái thời gian này là Chúa đang đào tạo cho mình. Mình ở trong cái đội quân đặc nhiệm thì Chúa đang đào tạo cho mình chăm biết trả giá để mà học hỏi và để cho những cái thức ăn của Ngài, những thức ăn mà Chúa đang trang bị cho mình ở đây để mà mình thành một những chiến binh giỏi cho Chúa, trưởng thành. Và mình cũng đã được học trong cái điều để làm sao mà là một người trưởng thành mà được mang thai cho Ngài rồi. Thì cảm tạ Chúa khi những con người trưởng thành đó là biết làm việc với linh hồn và còn chỉ dẫn cho dân sự của Chúa biết linh hồn là gì. Chứ mình đưa một người ở trong thế gian vào để cứu linh hồn của họ, tin Chúa đi được cứu, mà mình không biết được rằng khi đó là cái khởi sự, một cái chìa khóa nhỏ chút xíu để mở cho họ vào thôi, nhưng vào trong cái nước của Ngài thôi. Nhưng Ngài mình phải cần để mà cho dân sự của Ngài được lớn lên và trưởng thành nữa, để cho họ được có một cái bản chất giống Chúa, một cái tính cách giống Chúa nữa, mà còn cai quản và tiếp tục cai quản cho tấm lòng và cho dân sự của Ngài, là cái những cái công việc nối dài cho Ngài ở trên đất này để khẳng định nước trời ở đất này. Và nước trời Chúa đã không tiếc, Ngài đã mang cái thân Thiên Chúa, mà Ngài mang cái thân phận con người là xác phàm để mà Ngài chết cho mình rồi. Và khi Ngài sống lại thì Ngài cũng đã có một cái thân thể mới, cũng là một cái thân xác nhưng mà hoàn toàn mới. Thì mình tin chắc rằng cái cuộc đời của mình đi và mình khẳng định điều đó, xác tín điều mà bước đi trong Chúa, thì nó rất là mạnh mẽ trong cái con người mới của mình để mà lãnh sự cho dân, lãnh sự lãnh đạo cho dân của Ngài và đại diện cho nước Ngài. Em xin dâng lời cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, dạy dỗ chúng con, yêu thương chúng con, và Ngài đã trả một cái giá qua cái sự chết và sự sống lại của Ngài để cho chúng con được ở trong Ngài là Adam thứ hai. Và chúng con cũng biết rằng cái con người Adam thứ hai và cả Eva nữa cũng còn ở trong chúng con, nhưng chúng con lại được Chúa cho chúng con thần của Ngài, tình yêu của Ngài, sự công bình và thánh sạch của Ngài, cho chúng con thấy được rằng có Chúa là Adam thứ nhất, một con người mới hoàn toàn, để chúng con bước đi trong sự sáng và mầm sống của Chúa ở trong chúng con. Mầm sống là sự sống lại của Chúa, sự phục sinh của Chúa ở trong chúng con, thì con người mới của chúng con không thể phạm tội. Con người mới của chúng con được bước đi và trưởng thành ở trong Chúa ngày càng hơn. Và Adam và Eva đó, Chúa đã thay thế vào người nữ, đó là hội thánh. Chúng con là người vợ của Ngài, để chúng con thực hiện những điều mà Chúa mong mỏi ở nơi chúng con, là những người lãnh đạo tương lai. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì tình yêu, sự dạy dỗ và lòng thương xót của Ngài là đỉnh cao tình yêu thương mà Ngài dành cho chúng con.
thì chúng con biết ơn Ngài trong đời sống của chúng con, và để chúng con đi trong sự trật tự của Chúa, đi trong năng quyền của Ngài dành cho chúng con, Chúa ơi, những quy tắc mà Chúa dạy dỗ cho chúng con, để cho chúng con biết được rằng tất cả đều là của Chúa và quyền quản trị tuyệt đối là của Chúa, để chúng con đây kết hiệp với những con người, với các tạo vật của Chúa, để đi theo sự trật tự của Ngài, đi trong lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ tình yêu của Ngài dạy dỗ cho chúng con, để cho chúng con biết làm việc với linh hồn của chúng con. Chúa ạ, chúng con biết làm việc với tâm trí của chúng con, đứng luôn luôn đứng ở trên cao. Đó. Và những cái mỗi ngày mà Đức Thánh Linh dạy dỗ cho chúng con, biết làm việc với linh hồn của chúng con, tâm trí, cảm xúc và ý chí của chúng con, thân thể của chúng con đây phải khuất phục với thần linh của Chúa. Chúa ạ, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, tâm linh của chúng con là nơi mà Ngài ngự trị, là nơi thần quan tương cảm mà Ngài ngự trị, nơi mà chúng con được tương giao với Ngài, để mà lương tâm của chúng con luôn mềm mại, linh tính của chúng con được nghe tiếng cổ phán của Ngài, để chúng con thực hiện và làm theo. Chúa, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Chúng con dâng từng anh chị em của chúng con lên cho Ngài, cho anh chị Trung Chi, cho em Thủy, em Nam, em Hiến, con và cả người thầy giáo của chúng con nữa. Chúa, chúng con dâng lên cho Ngài, xin Ngài dìm ngập chúng con trong tình yêu, trong biển lửa của Ngài, để lửa của Ngài phán xét chúng con mỗi ngày, để chúng con khỏi phải bị sự phán xét. Chúng con để phán xét của Ngài mỗi ngày trong đời sống của chúng con, trong phòng ốc của chúng con, những phòng ốc nào không đi không trong trật tự của Ngài thì lửa của Ngài thiêu đốt trong những cái phòng ốc đó, để mỗi ngày chúng con làm sạch tấm lòng của chúng con, sạch hội thánh của Ngài, nàng dâu của Ngài, mỗi ngày thì chúng con sống theo ý muốn của Ngài, để mà dành những cơ nghiệp về cho Chúa. Chúng con cảm tạ tình yêu của Ngài dành cho chúng con, trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm Chúa, con cầu nguyện. Amen, amen. Cảm Chúa. Cái lời Chúa đã cho con cho anh cảm ơn nhiều đi. Ngài dạy bảo con cho anh cho con biết được rằng và chúng con là con cái của Ngài, cho chúng con cần phải chịu khổ vì danh Đức Christ. Ông cầu xin Ngài đã hướng dẫn con cho anh. Rồi chúng con cảm thấy ô thật vinh hiển vì những con mang danh của Ngài cha. Thật vinh hiển khiến con được Ngài chọn cho là những kẻ được Ngài chọn lựa để được Ngài kêu gọi theo, được đi theo những cái sự kêu gọi sứ mạng mà Ngài đặt để trên đời sống của con cha. Nhưng các Ngài rất nhiều sao ở trong cả thế gian này sao ở những người và được đi theo Ngài sao những người mà nhận biết Ngài sao thật là sự tích cha của chúng con là những người ôi được Chúa chọn lựa như vậy cha, được Chúa nhận biết Ngài sao, được bước đi cùng với Ngài sao. Các Ngài rất nhiều vì Ngài đã kêu gọi con chơi, cảm ơn rất nhiều vì sự bày tỏ của Ngài trên đời sống con chơi, rồi kêu con nó khỏi gọi được cái sự gọi là hư vô của thế gian này ra, để chúng con đến trong vương quốc của Ngài sao, nhận biết được cái thật của Ngài sao. Con cảm ơn rất nhiều vì Ngài cho con biết được chân lý là hợp sự gọi là cái phải xả để hậu chúng con được bước đi trong con đường ngày tháng của Chúa, cho chúng con được này huấn luyện cho để đến ngày càng con xây dựng được những cái hình ảnh mà có được cái giá trị đời đời trên sống con chơi. Con cảm ơn rất nhiều xả vì những sự ban cho của Ngài sao, khi cho con sống ngày càng được ý nghĩa hơn cho đời sống con, ngày càng được trở nên giá trị hơn cho con, ngày càng nhận thức được một cái sự gọi là cái sự tuyệt vời, những hạt giống lớn lao, những hạt giống mà quý báu mà Ngài ban tặng trên đời sống con cho luôn. Cầu xin Ngài giúp đỡ con thôi, con biết phó linh hồn mình cho Ngài trả, con biết phó hết cả về tất cả mọi thứ chúng con có cho trong thời gian, sức lực, ôi tâm trí, cảm xúc, ôi những cái lời ăn tiếng nói, tất cả hành động, những hành vi, ôi tất cả các mối quan hệ ra, tất cả những cái vật chất chúng con có chơi được phó hết cho Ngài sơn cầu xin Ngài giúp đỡ con chơi cho ôi chúng con, ôi tất cả những điều gì mà ôi chúng con đang là thay đổi chúng con với các tạo vật xung quanh mà không đúng ý Ngài, ôi cầu xin Ngài hãy giáng lửa của Ngài xuống để sống con chơi, để con nhận biết được đấng Christ chơi, chúng con nhận biết được đấng Christ
trong bất cứ cái thái độ của mẹ nào cho đời sống con trả đầu từ đó ngồi mà chúng con được đời sống con được nhìn biết gọi là ông được thay đổi theo bản chất vinh hiển của ngài cha ông con xin ngài thầy hãy giúp con chơi vì của chúng con chẳng làm gì nếu thiếu mất một cái gọi là bài tỏ của ngài cha rồi thiếu mất sự giúp sức của ngài cha chúng con nghe rất nhiều vì ông ngài hướng dẫn con chơi thì cho ông con trong tất cả những cái khó khăn được cảm trả rồi trong những cái khó khăn năng để mà thử thách ngài đem đến cho đời sống con nó khiến cho con có được rèn luyện được hoàn thành của đấng Christ cho đời sống của mình chơi ôm cảm ngài rất nhiều chơi vì sự yêu thương của ngài cho thử thách của ngài sự yêu thương cho ôm thử thách sự khó khăn của ngài đến cho đời sống con đó ôm cái tình yêu thương là ban trong con chơi cảm ngài rất nhiều sợ ôm vì ôm ngài khiến cho con ôm ngày càng yêu ngài nhiều hơn chơi ôm gắn kết với ngài nhiều hơn cho ngày càng sử dụng ôm hệ của ngài một cách mãnh liệt hơn cho ông cả sinh ngày đến con rồi cho đời sống con cho chúng con phải yêu thương tất cả những con người xung quanh con cho qua tất cả những cái việc và những tài năng mà lại ban cho con cho và chúng con cũng phải làm hết mình để tất cả những đó cho đi đâu và chúng con bày tỏ tình yêu thương của mình cho mọi người xung quanh cha và vì chúng con nhận quá nhiều điều từ ngài cho để rồi chúng con không phí chúng con không gọi là bỏ gọi là bỏ phí hay cho tài năng mình cha và chúng con sử dụng hết những gì đó để phục vụ ngài ra phục vụ những anh chị em con cho ô cầu xin ngài giúp đỡ con hãy giúp đỡ cho con thấy ô cái sự gọi là lớn lao cái giá trị vĩ đại mà ngài đã ban cho con chơi để chúng con không xem thường xem nhẹ hay là đánh giá thấp hay là suy nghĩ một cách hằng kém chào nhưng mà chúng con suy nghĩ một cách cao sang chào chúng con biết phân biệt điểm sang điểm hèn chào để chúng con bước đi trong cái những cái sự gọi ở trong vị trí của con cái Đức Chúa Trời cho ơn cảm rất nhiều chúa con tôi xin hãy giúp anh con chơi còn nhiều nhiều điều hơn nữa mình không phải học cho và chúng con còn phải khẳng định cho ôn cảm ơn rất nhiều về ngài luôn và khi trong con ôn biết được bản thân của mình ôn cần ngài nhiều như thế nào cho bản thân của mình cần tình yêu của ngài cho cần tất cả mọi thứ thuộc về ngài cho để rồi ôn cho đời sống con chơi ôn con phải vâng phục bên sợ ngài nhiều như thế nào cho ôn cảm ơn ngài rất nhiều chúa con và xin ngài cùng với tất cả anh chị em con chơi cảm ơn rất nhiều về tình yêu của ngài đến trên khẩu thân của ngài chơi đến trong thân thể của chúa chơi và xin ngài giúp đỡ con để không kết nối tất cả thân thể của ngài với nhau chơi để chúng con ô phải giúp đỡ lẫn nhau chả phải gọi là để cho gọi là cái sự hiện của chúa bày tỏ để như trong gương chả để rồi chúng con nhìn thấy được hình ảnh thân thiết trên những người hướng dẫn con trên những anh chị em con chơi để rồi chúng con ôi được gọi ôi được ngày càng ôi được cái sự hiện diện được sang của chúa làm sạch hết tất cả những điều ác những cái điều mà nào đó ôi còn thiếu biết trong đời sống con chơi để rồi con mặc lấy được hình ảnh của đấng Christ trên đời sống của mình chả ôn cảm ngài rất nhiều chúa con xin ngài hướng dẫn chúng con mỗi ngày để rồi chúng con bước lên với ngài chơi ôi yêu mấy ngày hơn chả ôn cảm ngài rất nhiều con còn danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Hay lắng nghe bài giảng của Chúa Trung tuyệt vời quá. Cảm ơn Chúa. Giọng của Chúa Trung rất là êm. Giọng của Trung rất là êm ái. Ngọt ngào, truyền cảm hứng. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Thì thử thách đến thì chúng ta vui mừng. Còn cám dỗ đến thì chúng ta phải đuổi nó đi. Chúng ta phải dày đạp nó. Thì cảm tạ Chúa rất là nhiều. Thì những người mà đi trong lẽ thật của Chúa thì nếm trải tình yêu của Chúa, thì cũng nếm trải sự thương khó của Chúa. Tất cả những cái điều gì của Chúa thì đều là phải vui mừng, đều là phải cảm thấy nó ngọt ngào và hạnh phúc. Thì cảm ơn Chúa, cô Hương cô cũng chỉ cho những cái bài học mình phải cảm tạ Chúa, mình phải là vui mừng, mình phải lắng nghe, mình phải vui mừng. Những cái người mà họ nói mà mình, họ nói những cái điều mà rất là ấy nhưng mà mình vẫn phải lắng nghe.
Thế thì mình đang đi trong thử thách mà mình phải lắng nghe. Thì mục sư của mình cũng dạy bất kể một cái người xấu nào đi chăng nữa thì họ vẫn có một cái điểm tốt mà. Vẫn có một cái điểm tốt nào đó. Mình là con người của lẽ thật, mình là người giải cứu. Mình không thể nào mà mình chối bỏ được. Không thể nào mình chối bỏ cái người đó là xấu xa được. Mình chỉ có chối bỏ những cái sự xấu xa đó là cái sự tội lỗi ở cái con người đó thôi. Thì tội lỗi trên con người đó thì như là con người đó bị sa vào cám dỗ mà. Vì vậy mình giúp họ. Giúp họ bằng việc là mình lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa. Để cho hạt giống của Chúa ở trong họ được bung ra. Như bài học sứ đồ Phaolô ấy. Những cái người mà mình đừng có khinh thường, thì cả họ có chửi tục hay nói bậy đến mấy, nhưng mà lúc nào đó Chúa biến đổi họ, họ trở nên những người vĩ đại. Còn việc của mình là mình phải phát triển bản chất và tính cách của Chúa trong đời sống của mình. Mình đã chịu được sự thử thách của Chúa chưa? Mình đã có những cái người mà Chúa dẫn trong đời sống của mình. Đôi lúc có những người họ rất là khó tính con nết, mình đã phải chịu và ngồi thì để học hỏi lời của Chúa chưa? Thì cảm tạ Chúa rất là nhiều. Thiên lành vương quốc của Chúa đang rèn tập mình cũng như là nhặt hạt thóc vậy, thì mình thấy là mục sư của mình có cái sự bền bỉ kiên trì rất là nhiều, nhưng mà bền bỉ kiên trì lại còn ban cho mình cái bài học khôn ngoan nữa để mình kiểm tra lại tấm lòng của mình, để mình làm việc nó sắc nét hơn, nó chu đáo hơn, nó cẩn thận hơn. Mình phải trung tín trong việc nhỏ của Chúa. Mình những cái thóc đấy là đang là thử thách đấy, mình phải vui mừng nhặt thóc có cao gắt không. Nếu cao gắt là mình không chịu được thử thách lớn nữa. Nhặt thóc là cũng là một sự vui mừng cho chung à. Amen. Đúng rồi. Học được cái tính cách. Mình phải phát triển mạnh lên. Thì cái tấm lòng của mình phải nỗ lực như cái bài học, bài giảng bản sức của mục sư. Nó cho mình rất là nhiều điều cơ hội. Chúa đã chọn mình là những cái người tuyệt đẹp vời rồi. Mình phải làm đời sống của mình. Đúng là con cũng phải ăn năn thật. Thời gian vừa qua cũng hời hợt nên là mới để cho thóc nó phát triển nó với nhiều như vậy. Thì cũng ăn với Chúa về việc đó, thì mình cũng viết ra cái danh sách và ghi lại những cái lời nào sai và viết nó để cho nó thành quen đi, nó không có bị cái lối mòn cũ nữa. Chắc là bài lần sau nó sẽ không bị nhiều và nó sẽ hết. Chúa. Thì thử thách là vậy, thử thách là có cho mình được tăng trưởng, cho mình được mạnh hơn, cho mình được khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh về tâm linh hơn. Cái con người mà tuyệt vời là con người chịu được thử thách. Cảm tạ Chúa. Người mà biến cái khó khăn thành thử thách, như bài học của mục sư nói, biến khó khăn thành thử thách. Khó khăn như là nó cản trở mình thì mình biến nó thành thử thách. Thì mình như vậy là mình là người có lòng khó khăn. Cảm tạ Chúa, biến nó thành cái ý muốn của Chúa trong đời sống. Đặt nó phục dưới chân của Chúa, không sợ khó khăn. Mục sư của mình còn giảng về cái bài học về sứ đồ dân đây, gọi nan đề lại đây, chứng tỏ là mục sư của mình là cũng chắc là cũng gọi gọi nan đề vào đời sống của mình, nên là mới nói ra được lời. Mình cũng phải học cái bản tính mà thách thức tất cả những cái nan đề, không sợ chi hết, chỉ kính sợ Chúa mà thôi. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Ngài dạy chúng con là vui mừng trong Chúa luôn luôn. Chúng con vui mừng tất cả những cái điều của Chúa đều là sự vui mừng, bình an.
Tất cả những cái điều của Chúa đều là tuyệt vời, tất cả những cái điều của Chúa thật là tốt lành. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bản chất của Ngài là bản chất tuyệt vời ban cho chúng con, và bản chất của cái sự cám dỗ là bản chất xấu xa, bản chất lừa dối của ma quỷ. Chúa, bản chất đó là bản chất xấu xa, và cái bản chất kiêu ngạo là cái bản chất của Babylon, bản chất của con người cũ, bản chất tự nhấc mình lên, bản chất của ma quỷ. Và cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con bóc tách, Ngài cho chúng con nhìn thấy cái kẻ mạnh sức, cái kẻ mà núp trong cái nơi tối tăm chính là cái con người cũ của chúng con. Ngài cho chúng con bóc tách nó ra và đập nó, chà nát nó, cho nó đập nát nó ra khỏi đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, và việc của chúng con là phát triển Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Tất cả những điều chúng con nghe từ nơi Chúa đã được gieo vào trong tấm lòng của con. Và Chúa ơi, Ngài đang rất cần sự vâng phục của chúng con, bởi vì chỉ có sự vâng phục của chúng con trước Chúa thì hạt giống của chúng con sẽ được tăng trưởng, được Ngài làm lớn mạnh lên. Chúa, Ngài đã đấng làm cho lớn lên ở trong sự vâng phục của cùng chúng con. Chúa ạ, con yêu mến Ngài, và chúng con cầu nguyện, Chúa ạ, Hội Thánh Trời Thương của chúng con, Chúa ạ, cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng con đều phát triển theo những điều mà Chúa dạy dỗ. Ngài nói rằng chúng con gieo gì thì chúng con gặt lấy, và mỗi một bài học là chúng con đang gieo vào trong cái bài học đó, cái bản chất của Chúa trong cái bài, cái câu nói đó, trong bài học đó chúng con đang tiếp nhận, chúng con đang ăn những cái bài học đó. Chúng con tin rằng chúng con ăn bài học về thử thách của Chúa thì chúng con sẽ được nhận bài học thử thách của Chúa, và khi thử thách đến thì chúng con luôn luôn vui mừng tiếp nhận, và chúng con hỏi ý của Chúa để làm việc là làm sao, thì như thế chúng con sẽ tăng trưởng trong cái phần mà chúng con được tiếp nhận từ nơi Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều về bài học của Ngài dành cho chúng con ngày hôm nay. Ôi Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho đồng bào đất nước Việt Nam của chúng con, là những người Chúa họ đang đi, đặc biệt là các hội thánh họ đang đi sai trật tự, Chúa, họ không dám tiếp nhận thử thách của Chúa, họ không dám tiếp nhận cái sự phán xét của Chúa, họ không dám tiếp nhận Chúa lửa của Chúa. Thì Chúa ơi, chúng con cầu nguyện ăn năn, xin Chúa sử dụng chúng con để nói ra lời của Ngài, để cho họ thức tỉnh, để cho họ nhận biết được lửa của Chúa là tuyệt vời, thử thách của Chúa đến trong đời sống của họ là tuyệt vời, Chúa. Ôi Chúa ơi, cảm tạ Ngài rất là nhiều, chúng con yêu mến Ngài rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Em Thủy đó đúng không? Amen. Có em đây. Ừ, tỏ thế. Dạ. Cảm ơn Chúa. Nên mình học một Peter trên 4. Thì tất cả những khó khăn, thử thách, khủng hoảng, mọi thứ mà mình đang vẫn tiếp tục, những cái việc đó xảy ra mà mình vẫn cái tốc độ mà yêu Chúa nó càng gấp đôi hơn, thì mình biết rằng là sự trưởng thành của mình càng lớn. Giống như hôm qua kia gì mình có học á, đức tin mà bại hoại thì nó sẽ không bao giờ chịu thử thách, nhưng mà thử thách càng bao nhiêu á, thì cái mức độ mối quan hệ để mà đo lường và để test thử là cái tình yêu của mình với Chúa nó ở mức độ nào, thì đó mới thật sự mới là mang cái danh hiệu Giêsu Christ, là một Giêsu nhỏ được mới đang tập luyện, đang là training để mà lớn lên, để mới làm những việc lớn. Thầy nói một cái đứa trẻ nó không thể nào mang thai, nó sẽ tất cả các hệ thống bên trong nó không có đủ cái chức năng để mà nó nhận được cái hạt giống được,
lớn từ trong lớn ra ngoài, tất cả đều phải phát triển, trưởng thành, phát triển mạnh. Có những cái yếu tố phải là được đầy đủ thì mới nhận được cái hạt giống. Ở mức độ thì chắc chắn là cái khởi đầu mình gặp gỡ Chúa là đứa con với cha với con, cảm nhận được cái tình yêu giữa người giữa cha với con, đứa con hoan đàng và đứa con ngoan ngoãn biết chịu vâng phục như chính Chúa Giêsu, là cái mẫu là một người con tuyệt vời, cũng là một người vừa người con rồi đến học trò thầy, rồi từ từ bắt đầu chuyển tiếp lên đến là một người vợ, là lúc đó là trọng trách là vợ với chồng là tương đương mà công việc của vợ là chồng biết mà công việc của chồng là vợ biết, đảm đang nhau. Thì cảm ơn Chúa tất cả những cái điều khủng hoảng khó khăn thử thách không thể nào mà sánh được bằng cái vinh hiển mà ngài dành sẵn cho mình trong vương quốc của ngài, nhưng tất cả những cái điều đó để mà ngài cho mình được trải nghiệm nó thực tiễn, và cái lời giảng của mình là cái lời giảng là chính mình đã ở trong cái lời giảng đó, nên nó không phải dựa lên trên cái lý thuyết. Xin Chúa tiếp tục cho con được trải nghiệm. Như Hiến nói là thầy của mình là kêu sự thử thách đến, cái này cũng hay. Giống như nếu mà người vàng mà còn chịu thử lửa thì đức tin phải có những cái thử thách để mà lọc, để biết là cái đức tin chắc, đức tin trong suốt, đức tin thánh khiết. Nam đề ơi, thầy của mình có bài đó đó, có bài giảng. Nam đề ơi, em chưa nghe nhưng mà mới Hương, nghe đi đó. Cô Hương mêu lại. Đâu, chị Hương đang nói mà. Ủa, đang cố mê nói chứ sao? Mêu, mình đang nói Nam Đề ơi. Cô tay nói. Chân này lúc nào cũng chắc ơi, ở đây. Ủa, đang nói, tưởng ơi nói. Tưởng nói ơi, con kia. Xin một cái con cúng con nào, con chó hay con mèo nào đặt tên nó là Nam Đề. Thì cứ kêu Nam Đề ơi lại đây. Nam Đề ơi. Yêu mày lắm. Hay lại đây. Hôm nay mới nghe Hiến nói thì mới biết, tại vì chưa nghe được bài, chưa có nghe bài giảng. Chắc có nghe rồi mà chắc là nghe có một lần nhưng không nhớ. Thì khi mà mình những cái thử thách nó làm cho mình nó cũng quằn quại, lúc đó là như chị Hương hay nói là khi mình mang thai nó sẽ có những cái biểu hiện khác thường. Và cái về thể lý á, mà mình mang thai á, là cái cơ thể mình nó sẽ thay đổi và cái hormone mình nó sẽ thay đổi, nó cũng quằn quại như vậy, nó làm cho mình sẽ khó ngủ, ăn cũng không được và ói lên ói xuống. Là em đã trải qua bốn đứa con nó như vậy rồi, đến mức không đi làm được nổi, phải ở nhà, không có ăn uống được, vì có nghe những cái mùi gì nó dị ứng là sẽ bỏ chạy thôi, vô phòng mà chùm mền thôi, bịt mũi không chịu nổi. Thì khi mà mình ở trong cái sự thánh khiết của Chúa, mình mà nghe những cái sặc cái mùi của tôn giáo, sặc cái mùi của quỷ cộng sản và sặc cái mùi của tà linh nào, con người cũ, là mình sẽ không phải Amen. Tiếp tay cho nó, mình sẽ không chịu nổi như vậy. Ước gì Chúa ơi, ngày sẽ luyện con như là một cái thanh gươm mà thật sự bén mà chỉ cần chém một cái là đứt, lời nói ra là phải là đâm thấu vào lòng người. Còn yêu thích điều như vậy thì chắc chắn khi mình yêu điều gì cao thì mình sẽ nhận những cái sàn cho mình về đó. Nếu mà mình đồng cảm xin tâm với linh với quỷ, và con nói với Chúa rằng là con muốn Chúa hãy dùng con muốn. Khi con nói con muốn thì thì ngài sẽ làm. Và đặc biệt rằng khi tất cả những điều mà muốn đó là chính con muốn mà, khách sẽ tự nói chứ ơi chịu không nổi, cái này con chọn con muốn mà sao lại chịu không nổi.
cảm ơn Chúa, tất cả các những cái núi bất toàn Chúa cũng nhìn thấy được, cái Chúa đang thấy mình quằn quại, Chúa cũng vừa vui vừa cũng tay đỡ tay nâng mình, chứ cũng không cái đến nỗi mà quá sức của con người mà Paulo nói. Nhưng sau khi những mọi thử thách đó thì Ngài sẽ hoàn thành và kết thúc một cách rất là tuyệt vời và tốt đẹp. Amen. À, giống như được lên lớp á, sau khi cái thử thách là tự nhiên cái được lên lớp, ăn ngày tối ngày cứ học mở lại lớp hoài, lên có bao nhiêu đứng hoài đó. Được cấp bậc chiến binh. Yeah. Thì khi ở trong trong cái mức độ lúc còn trong công giáo thì chú cũng tỏ những điều này và chú cũng luyện những cái điều này bạn. Giao cái sự đó cho Chúa, còn mình còn làm những việc lớn hơn những cái điều như vậy, chứ không phải tốn tiền vì cái gia đình mà làm cho mình nặng chịu như vậy. Chính Chúa Giêsu Ngài cũng alo, đâu rồi? Em không biết mọi người còn nghe em không, tại vì nghe rồi, bây giờ nghe được rồi em ơi lắm. Nghe được dạ. Rồi em đang lái xe, nghe được rồi em. Chị cũng mới vào. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho coi chúng con đã chúng con đồng ý, chúng con đã ký kết với Ngài và giao ước với Ngài. Mà không phải rằng là đó là cộng với cái ý muốn của chúng con, với cái ân điển của Ngài mới có cái ý muốn đó, chứ không phải là tự nhiên chúng con biết cái ý muốn đó mà chúng con thích. Nhưng mà nhờ ân điển cho nên chúng con mới khao khát được cái ý muốn này. Mà xin Chúa Ngài đặc biệt rằng là sự trung tín luôn luôn người chủ, người chồng hay ở người cha, người mẹ nào cũng muốn bất cứ một cái chữ, hai chữ là trung tín, thành tín, trung tín cho đến cùng. Amen. Chết. Và trên bước đường trên đất này có rất là nhiều những cái ổ gà và có những cái mà nó làm cho chúng con sẽ bỡ ngỡ. Chúa à, Ngài trang bị cho chúng con để chúng con sẽ hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Chúa à, xin làm sạch tấm lòng của chúng con trong huyết của Ngài và nhúng chìm chúng con trong huyết của Ngài, để mà chúng con mang thai cho Ngài một cái bầu thai thật sự là bầu thai có đầy đủ cái chất tố dinh dưỡng, để cái thai đó nó không có bị quái thai, chứ mà nó không có bị thái hóa, mà cái thai đó nó thật sự thành hình và trở nên một cái hạt giống, mà hạt giống nảy nở, hạt giống mà được sinh trưởng cho Ngài, hạt giống mà nó sinh sản thật là nhiều đầy dẫy cho Ngài, chứ mà thì để gìn giữ cái bào thai này thì chắc chắn là mình phải biết rằng là khi có thai là mình phải ăn cái đồ ăn nào nó cho cái dinh dưỡng cho cái thai, chứ không phải là quơ đồ ăn nào cũng ăn vô hết thì nó cũng ảnh hưởng đến thai. Thì đồ ăn phải được để cho cái thai trưởng thành và thai nó thích nghi thì phải là đồ ăn lẽ thật, sự dạy dỗ trong vương quốc của Chúa, tin mừng vương quốc của Chúa, để bao gồm hết tất cả những cái dinh dưỡng khác nằm trong cái dinh dưỡng của cái hạt giống. Chứ mình chỉ có ăn, chỉ có mỗi một cái dinh dưỡng đó không mà mình thiếu những cái chất khác thì được đầy tràn sức mạnh của Chúa, đầy kiên cường để chúng con thực hiện và gìn giữ cái bào thai của mình.
Bởi vì thầy, con cũng thầy, thầy Nguyễn Mạnh Cường có nói rằng là cái bài về thai thuộc linh nó là một cái bài cái cho những người thật sự trưởng thành chứ ạ. Khi chúng con cũng rất là ham muốn điều gì mà chúng con nghe mà là sự lớn, sự trưởng thành, là chúng con muốn điều ham muốn những điều đó. Thì xin Chúa hoàn thành tất cả những ý định trong lòng của chúng con, và cho chúng con có rất là tỉ mỉ, siêng năng, chăm chỉ suy xét mọi điều, suy xét những điều mình nghe, những cái điều mình làm để được đẹp ý muốn của Ngài. Và sau khi thi hành mọi cái sự dạy dỗ của Ngài qua những biến cố, thử thách, khủng hoảng, thì bắt đầu chúng con bung ra, ra lò, ra cái bánh mì ngon để cho Ngài thưởng thức. Con cảm ơn Chúa. Và những lời chúng con chia sẻ trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Cầu nguyện rồi. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị em yêu quý. Mấy chị em này gọi giỏi nhỉ, tiếp thu nhanh nhỉ. Thầy vui không thầy? Vui, mấy chị em vui, nhanh. Tiếp thu nhanh, nói tí đã bắt ra rồi. Được rồi. Thì đừng có kẹo kẹo với tụi em nha. Đâu, kẹo kẹo đâu, bánh bánh chứ có kẹo kẹo đâu. Có gì hết. Này là con chiên bóc lột. Này thường nhà lãnh đạo cạo lông con chiên. Này chiên bóc lột thầy. Chiên vắt. Chiên vắt mình chứ không phải là thông thường là các lãnh đạo toàn là cạo lông chiên thôi. Vặt chiên. Ở chỗ mình thì ngược lại, đã ăn chứa là chiên vặt hết, hết lãnh đạo. Thế là tốt. Nghe là đúng. Thầy này muốn ép chặt thóc. Được, thế là đúng rồi, tạ ơn Chúa. Đúng, thử thách là rất nhiều, nhưng mà trong thử thách thông thường chúng ta, bây giờ chúng ta học phân tích mà, nên khi thử thách chúng ta không có đơn giản là chỉ trải qua thử thách bình thường thôi đâu. Sau những cái phần thưởng ABC nào đó, hay là thôi xong rồi, xong giai đoạn rồi, thở phào nhẹ nhõm, sẽ được nghỉ rồi, hay được lên một đẳng cấp mới nào đó, thôi đâu. Tất nhiên cái chuyện là chuyện xảy ra, nhưng chúng ta nhìn một cái gọi là tầm nhìn chúng ta rộng hơn đấy, rồi chúng ta có mục đích lớn hơn, cao hơn. Chúng ta đã học ngay từ lúc đầu rồi về chuyện mà cái đời sống của chúng ta ấy, có 5 cái phần. Thứ nhất là bày tỏ Đức Chúa Trời ở trong mình ra, đúng không? Cho chính bản thân mình đấy. Thứ hai là bày tỏ Đức Chúa Trời trong mình ra cho người khác. Thứ ba, dạy người khác. Này cũng tương tự như mình đấy, là nhìn thấy bày tỏ Đức Chúa Trời ở trong họ, rồi dạy họ, hướng dẫn họ, nhìn thấy để mà bày tỏ Đức Chúa Trời ở trong họ ấy, ra cho người khác. Xong đến thứ năm, đó là lại thế hệ, tiếp tục thế hệ tiếp sau. Amen. Cứ thế mà nó quay vòng như vậy đó. Và chính thế là chúng ta hiểu rằng hóa ra mục đích của chúng ta nó cả một cái chuỗi, như cái hạt giống ấy, nó cứ nảy mầm ấy, xong rồi nó gieo xuống, xong rồi nó cứ mập, cây nọ cây kia, cứ thế hệ nọ sang cây hệ kia, cứ thế mà đời đời kiếp kiếp, cứ thế đời đời như vậy. Để chúng ta nhìn thấy tầm nhìn chúng ta rộng hơn, ta nhìn hóa ra cái thử thách của mình ấy, nó sẽ lên một, mặc dù nó có vẻ là tưởng chừng như nó chỉ liên quan đến một cái giai đoạn cụ thể nào đó thôi, tưởng chừng như nó chỉ đến giai đoạn con người nào đó, một cái lĩnh vực nào đó, một cái sắc dân nào đó, tưởng chừng thế thôi, nhưng tất cả nó đều liên hệ lắt léo với nhau hết, vì Chúa dựng nên một cách kỳ diệu như vậy mà. Chúa dựng nên tất cả chúng ta cái phần giao thông ấy một cách lắt léo mà, trong Ephesio nói như vậy, đúng không anh chị em? Để mình nhìn thấy nó rộng hơn, rằng cái thử thách mà mình đang đạt đến ấy, nó sẽ động đến cái dân, cái nước ở đó trong cái ngả cả đời này, đến đời sau và có đời đời nữa. Nên khi thế mà chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn với thử thách của mình, trách nhiệm hơn với cả cái vật nhỏ nào đấy của mình. Khi mình nhìn sâu hơn mà, thì mình sẽ nhìn thấy như vậy. Ví dụ khi Chúa nói rằng là nước thiên đàng trong con người, xong Chúa lại nói rằng là nước thiên đàng kia như một người lái buôn thấy tìm được một cái đám ruộng đấy, thì đấy sao nữa, tìm cái châu báu trong đám ruộng sao đó? Giấu đi rồi sao, rồi đem đi về bán hết gia tài để đoạt một đám ruộng đó, như đấy, cứ thế thôi. Hóa ra mình nhìn thấy mỗi một con người thì nước thiên đàng ở trong mỗi con người mà, người tin Chúa đấy, chưa người chưa tin Chúa ấy, nước thiên đàng ở trong cái điều đó. Nên vì thế là mình phát hiện ra nhá, là mình giấu là gìn giữ đó đấy anh em ạ,
gìn giữ dấu để cho nó không bị mất cắp, đúng không? Dấu không phải là dấu lẹm đi đâu, mà dấu mục đích của nó để không bị mất cắp, để không có những cái kẻ nào đấy nó xâm nhập vào đấy và nó hủy hoại hay là nó làm thay đổi cái điều đó đi. Như là dấu ở nghĩa đấy, dấu để mà không bị mất cắp. Thì thử ra khi chúng ta phát hiện ra có người rất quý thì chúng ta sẽ trân trọng người đó, mặc dù người ta chưa tin Chúa nhé, chúng ta biết rằng họ là nước thiên đàng trong họ rồi. Và cái phần chúng ta phải làm thế nào đấy, bán gia sản của mình đi thế nào đấy để mà đi mua được cái nước thiên đàng ở trong lòng họ, lôi được ra. Amen. Thấy chưa anh chị em, nhìn thấy không? Vì thế tại sao chúng ta có thái độ khác hẳn với từng con người, mỗi một con người, kể cả người tin Chúa hay không tin Chúa, mặc kệ kẻ thù hay không kẻ thù, mặc kệ, vẫn thế, vẫn có cái nước thiên đàng ở trong lòng họ. Và nhiệm vụ của mình, những cái người lái buôn hay người nào đó khôn ngoan ấy, phải phát hiện ra điều đó và cất giấu đi, rồi sao nữa, rồi tìm mọi cách để mà đưa bộc lộ ra, rồi mua được cả cái tậu được cái điều đó. Tậu được không nghĩa là cho sở hữu của mình đâu, mà tậu được có nghĩa là mình kiểm soát điều đó, anh chị em ạ, có hiểu không? Tôi bị ảnh hưởng được, mình kiểm soát được, chứ nó không tung tóe mà mình không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Mà mình tậu được có nghĩa là như thế, không phải là sự sở hữu, mà tậu được là có nghĩa là nói về sự kiểm soát, thì Chúa mới là đứng gọi là sở hữu hoàn toàn tuyệt đối. Còn chúng ta ấy, tậu được nó chúng ta có thể sở hữu được. Thí dụ như là anh chị em có vợ, có con, có chồng đó, có người làm thuê, thì anh chị em không sở hữu họ đâu, mà anh chị em có thể là ảnh hưởng đến họ được, đúng không? Thì tậu được nó như vậy đấy. Anh thành thử ra mỗi cái thử thách ấy, nó đều liên quan đến từng tí một. Nó rèn tập đến ví dụ như tính cách của mình rồi, nó rèn tập đến mình, cái thái độ của mình với những cái thủ chủ thể ở đó xung quanh, mà nó liên quan đến trong thử thách này. Bởi vì khi chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy rất nhiều điều trong thử thách, nó không đơn giản chỉ có mỗi một cái người nào đó đâu. Thí dụ như thử thách trong gia đình chẳng hạn, hai vợ chồng sụp sọc nhau, không phải thử thách mà chỉ có quan hệ của tôi với vợ tôi hay tôi với chồng tôi, mà đó là còn nhiều thứ nữa. Phân tích nhỏ ra thì trong quan hệ nó còn nữa, quan hệ về sức khỏe, quan hệ về hôn nhân, quan hệ về tình dục, quan hệ về cha mẹ với con cái, đủ các thứ, nó liên quan đến mỗi thứ nó một tí đấy, sau đó cộng vào thành cái quan hệ của vợ chồng với nhau, đúng không? Hôn nhân. Quan hệ về kinh tế, đúng không? Quan hệ về công ăn việc làm, quan hệ về những thói quen, quan hệ về những hobby, những thái độ khác nhau đấy. Quan hệ với bạn bè, thái độ đủ các quan hệ với cái sở thích nào đấy khác hẳn nhau, thế thôi. Nó từng tí một, xong nó cộng tổng hợp với tao thì nó ra là cái quan hệ của tôi với chồng tôi hoặc tôi với vợ tôi, nó tổng thể như thế. Anh thử là khi một cái thử thách nó xảy ra là chúng ta phải cố gắng mà ngoi lên với Chúa, anh chị em ạ, cố gắng phải vươn mình lên với Chúa. Tại sao mà phải nói là tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu đấy, sự tiếp trợ đến từ Đức Giê-hô-va, tức là không phải mình đứng ở dưới núi đâu, mình đợi Chúa giáng xuống để giải cứu mình đâu. Amen. Mà mình leo lên núi, leo lên núi để gặp mặt Chúa, chứ không phải là chỉ có đứng đợi để Chúa giáng xuống. Tất nhiên khi chúng ta có những giai đoạn mà chúng ta không còn sức nữa thì đúng là Chúa giáng xuống để mà giải cứu mình. Nhưng khi có sức rồi thì mình phải leo, có sức để leo núi, hết sức lại giáng xuống để lại tiếp có sức để leo tiếp. Nên mình khi mình vươn lên, leo lên đến Chúa thì mình sẽ nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh nó rộng hơn, nó sâu hơn. Cái quan điểm của mình ấy, cái lập trường của mình nó rộng hơn rất nhiều so với cái người khác. Amen. Mình nhìn thấy cái gì mình có thể tiếp nhận và chấp nhận được. Mình nhìn thấy ở tất cả các góc độ khác nhau. Mình nhìn thấy cả điểm ưu, điểm mạnh, điểm kém của những cái góc độ khác nhau. Nhưng mình tổng hợp tất cả cái đấy và đưa ra những kết luận cực kỳ là chuẩn mực và tổng thể. Và nó hầu như nó có thể phù hợp được tất cả những quan điểm với nhau lại. Mình có thể là dung hòa được tất cả quan điểm với nhau lại với nhau. Và mình nhìn thấy rộng hơn mà. Amen. Và nhờ cách đấy, nhờ thử thách đấy, mình bắt đầu mới chiếm được cái người kia, tức là mua được cái nước thiên đàng đấy, mua được cái của báu đấy về. Vậy thôi. Nên là thử thách đừng có nghĩ rằng cái gì đáng sợ cả. Nó chỉ là một cái xúc tác, nó là một cái cơ hội để cho mình rèn tập mình, để nhìn mình cao hơn, sâu hơn, rộng hơn, để cho mình có thông minh hơn, khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, để mà nhìn thấy, để có thể ảnh hưởng được tốt hơn, để mà cơ nghiệp của mình nó lớn hơn, rộng hơn. Vậy thôi. Nên vì thế mình nhìn thấy cái thử thách đấy mình cũng vui mừng, mình không có chán nản gì cả. Tất nhiên thoạt đầu thì nó là chán nản, thoạt đầu ai mình thấy thử thách là người sắp thịt là nó buồn rồi. Nhưng mà để cho nó không buồn đấy thì chúng ta phải không cho nó sống. Tức là chúng ta lại làm ngược lại cái điều mà nó đang buồn mà. Chúng ta đã biết cái luật đấy rồi. Khi mà cái tính cách, cái điểm xấu nó cứ như thế này thì mình đi ngược lại, mình làm ngược lại với nó. Có những bài học về tính cách ấy. Nhưng mà chắc là chưa luyện bài tập đấy nhở, bởi chúng ta vẫn chưa học những bài về tâm lý học chẳng hạn, không biết nó có trong đấy không. Nhưng mà trong cái bài về tương lai cho Việt Nam có về tính cách đấy thì cũng nói qua một chút,
kiểu cái tính có. Cách xấu thế này, kiểu mình đi ngược lại, chỉ ngược lại thôi. Và vì thế mà khi nó buồn chẳng hạn ấy, thì mình bắt nó phải vui. Vui bằng cái nào? Không phải là tự dưng đi xem phim hoặc đi làm ABC thì vui cả. Mà mình vui trong cái chú trời đấy, mình vui, vui cách nào? Vui mình nhìn ngẫm nghĩ cái chuyện là đáng lẽ mình chết về mình sống, đáng lẽ mình phá sản, bây giờ mình có cơ nghiệp, mà cơ nghiệp của mình rộng lớn cả cái vũ trụ này, cả nước thiên đàng, đủ sao nhiều thuyết nhỉ. Xong nhìn nhìn thấy thế là mình hết hết buồn rồi. Mình nhìn thấy một cách thực sự như thế là mình hết buồn. Hết chán. Làm việc với linh hồn á, tâm vâng trí. Amen. Vâng ạ. Mình làm việc mình sẽ nhìn thấy các phần tâm linh linh hồn thân thể của mình ấy được phát triển toàn diện đấy. Vâng, thì mình sẽ hiểu được rõ hơn. Và đúng là mình vui mừng được dễ dàng hơn, dễ vui mừng hơn, không phải ép mình vui mừng nữa rồi. Từ nhiều cái nhiều sự là họ ép, họ lừa, tự lừa bản thân mình, họ ép họ vui mừng nhưng họ không biết giải quyết gì với cái nỗi buồn thực sự nó đang âm ỉ trong lòng họ cả, họ không biết. Còn chúng ta biết cái nỗi buồn đấy chính là cái thằng người cũ mà phải đập chết nó vậy thôi. Thế còn cái sự vui mừng đấy, chúng ta nhìn thấy, chúng ta phải thừa nhận cả một cái trạng thái thực sự của chúng ta. Ví dụ chúng ta đang trong cái thử thách, chúng ta đang có khó khăn về quan hệ trong gia đình, trong hôn nhân, trong sức khỏe, trong tài chính, trong giấy tờ, trong ABC gì đấy, chúng ta thừa nhận có cái phần đấy nhưng mà không phải là chúng ta phủ nhận nó. Và chúng ta biết rằng những vấn đề đó nó chỉ là cái chất xúc tác của đó để Chúa dùng để Chúa bật ra tất cả những cái gọi là của báu trong lòng mình ta mà thôi. Vì Chúa cũng như vậy đấy, Chúa cũng như là tay lái buôn. Chúa nhìn thấy cái đức thiên đàng ở trong lòng chúng ta và Chúa cũng giấu đi và Chúa đậu tậu hết để Chúa bật, làm sao Chúa bật được cái viên ngọc quý ở trong cái đậu chậu bùn đất là chúng ta ra. Amen. Và các sứ đồ, các tiên tri đấy, những cái người hầu Chúa như Stefano đấy, ông cũng làm cách mọi như vậy. Ông tìm làm sao chúng tôi chỉ là cái chậu đất thôi để đựng các viên ngọc quý đấy của Ngài. Hiểu như thế, trong anh em cũng như vậy. Và mỗi cái viên ngọc quý đấy là chính cái linh hồn của mình đấy, chính là cái điều mà Chúa Giêsu đến để chết thay cho mình đấy, chính là cái điều quý giá ở trong đó mỗi con người là như vậy. Và nữa, tại sao mỗi lần trong Kinh Thánh nói rằng là thử thách rồi còn cấp độ mạnh hơn của thử thách là sự phán xét và sự thánh nộ, cấp độ mạnh hơn, nó tổng thể rồi, có khi sự phán xét nó gọi là trả lời cho tất cả những cái gọi sự thử thách đấy, tổng hợp nhiều sự thử thách cộng với nhau. Nhiều công nhân họ không dám gọi sự thạnh lộ hay sự phán xét của Chúa đến trên mình, họ không dám, anh chị em ạ. Nhưng Kinh Thánh đã nói ngược lại, Kinh Thánh nói nữa là chúng ta, họ nhiều người họ chỉ nói là Chúa thử thách tôi thôi, nhưng thử thách tôi thì có cả sự phán xét của Chúa trong đó đó. Có những đoạn thí dụ anh chị em để thế này nhá, có nói là nói về cái chuyện mà chúng ta phải tự xét đoán mình đấy, đúng không, để mà ăn bánh thịt uống thịt Chúa một cách xứng đáng. Bởi nếu không ai không ăn bánh uống ăn thịt uống huyết Chúa mà không xứng đáng thì ăn sự xét đoán của Chúa. Thế nhưng mà nắm một câu nữa, và nhưng mà khi chúng ta mà được Chúa xét đoán ấy, thì chúng ta sẽ không bị đánh đồng với sự xét đoán mà như Chúa xét đoán thế ra, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Thế thì, cần Chúa xét đoán. Vâng, cần Chúa xét đoán để cho mình không bị rơi vào theo kiểu thế gian mà bị xét đoán theo kiểu bị hư mất, để bị sự thạnh nộ theo kiểu hủy diệt. Còn sự thạnh nộ của Chúa đó là để cho mình được đưa vào quỹ đạo của Chúa để làm thánh sạch hơn. Vậy thôi. Cái cơn lửa bừng hừng, ví dụ đưa vào trong lò lửa hừng, đấy thạnh nộ quá gì nữa. Lửa nó cháy bùng bùng như thế, ai mà chẳng nhìn thấy. Ai mà không thấy là ngọn lửa nó dữ dội thế nào, nó nuốt hết, đúng không? Nó cháy thiêu hết. Thế mà cứ dí cái đồ mà anh em đang cần tinh, gọi là gì nhỉ, tinh chế đấy, đưa vào cái lò lửa đấy, cái lửa đấy là sự thạnh nộ đấy chứ, nó lửa thạnh nộ đó chứ. Và nó thạnh nộ gì, đúng là nó diệt cái gì, nó diệt hết tất cả cái cạo bẩn, diệt hết tất cả cái tạp chất trong đó. Amen. Nó làm cho cái gì mà tinh sạch đấy, nó càng tinh sạch hơn. Vì vậy là kiểu sung sướng về cái sự thạnh nộ, nên thái độ chúng ta ấy là khác hẳn với thái độ của người khác. Họ vì thế họ không chịu chuẩn bị từ sự thạnh nộ mà, nên khi mà đối diện với một tí sự thạnh nộ của Chúa thôi, họ sẽ khủng hoảng và họ không biết làm gì nữa và sẽ bị tan nát hết. Nhưng chúng ta, khi chúng ta đã tập dượt cái sự thạnh nộ của Chúa rồi và chúng ta yêu thích như thế, mà anh chị em hình hiểu không, chứ có cái gì thì mình phải yêu chứ. Amen. Nếu mình yêu Chúa phải yêu toàn phần, yêu tất cả mọi thứ của Chúa, chứ có gì là mình phải thích thú như Chúa ngày làm đấy, ngày ghép đều cũng đều ra nát, thì thạnh nộ của Ngài giáng trên cái điều đó, ôi thì mình cũng phải tương tự như vậy. Mà sự phán xét của Chúa nó khởi từ nhà của Chúa cơ. Thành ra là cơ đốc nhân phải là cái người mà hiểu được về sự phán xét trước tiên. Cơ đốc nhân phải là người hiểu được sự thạnh nộ của Chúa trước tiên. Và cơ đốc nhân cũng phải trải nghiệm sự thạnh nộ, sự phán xét của Chúa trước tiên. Thì là cơ đốc nhân chân chính mới thực sự là nhà của Ngài. Bằng không ấy, nếu mà họ cố chạy thoát ra khỏi sự thạnh nộ, sự phán xét đấy, thì họ sẽ bị sao? Họ chạy ra cùng với thế gian luôn.
là họ đi ngược lại với thời gian luôn. Họ đi ngược, xin lỗi, họ đi ngược lại theo thời gian luôn. Cùng một sự kiện thôi, anh em, cùng một hiện tượng sự kiện thôi, nhưng mà nó có các mặt của nó. Nó có mặt là của sự thử thách, mà nó cũng có mặt của sự gì ạ? Cám dỗ. Tiếng do tiếng Hy Lạp ấy, thì cái từ đấy nó có hai nghĩa là cả cám dỗ, thử thách. Thực sự như vậy, như Adam Eva đó, cái sự kiện đó là Adam Eva được đặt trong cái vườn đó, được tự do ăn các thức quả đó trừ một loại. Cái sự kiện nó xảy ra, cái sự kiện đó, nó vừa là thử thách của Đức Chúa Trời đặt để, đúng không? Đức Chúa Trời ngày cho phép để Lucifer là Satan ấy, nó cám dỗ, nó rủ rô, nó rủ dê Adam và Eva. Nó làm chuyện đó. Đức Chúa Trời thử thách. Về phía Ngài thử thách Đức Chúa Trời. Amen. Về phía Ngài, đấy là thử thách. Amen. Thế nhưng mà quỷ Satan ấy thì nó lại có cái, nó có phần cám dỗ của nó. Em Thủy ơi. Mute. Em Thủy ơi. Mute lại. Mute lại. Ok, thank you em. Vâng, mute lại, vâng. Anh thử ra là anh thử là vẫn sự kiện thôi, nhưng mà có cái nhìn khác nhau. Chúng ta phải nhìn cả hai mặt. Amen. Bất kể sự kiện nào, chúng ta phải nhìn thấy đa diện, cả mặt phía Đức Chúa Trời về cái tích cực ra sao và cả mặt tiêu cực ra sao, để mình biết mưu trước ma quỷ nó thế nào, để chúng ta không bị rơi vào bẫy của nó, hay là tránh được bẫy của nó, hay hạn chế tối đa nào đấy cái thiệt hại của nó. Và chúng ta nhìn thấy cái cách của Đức Chúa Trời là thử thách, để chúng ta hiệu quả hóa và tối đa hóa, tối ưu hóa tất cả điều gì mà muốn Chúa muốn gửi xuống cho mình. Và chúng ta cũng học ở trong đặc nhiệm rồi. Để kiểm tra chúng ta có qua cái bài test không đấy, thì đơn giản thôi, chúng ta kiểm tra theo ý nghĩa thực tự giá. Qua thử thách đấy, chúng ta có yêu Chúa, yêu mình, yêu mọi người hơn không? Và cái thái độ quan hệ của chúng ta đấy, cái thái độ của mình nữa đấy, nó có tốt với cái sự kiện, với những cái ABC nào đấy hơn không? Ở trong cái công việc đó. Amen. Chúng ta có trách nhiệm hơn không? Thí dụ như thế này nhé, chẳng thí dụ chúng ta lấy một cái thí dụ đi. Thí dụ như một cậu Hiến bị mất tiền chẳng hạn này. Được chưa? Alo, bị trộm là rút tiền, lấy tiền chẳng hạn này. Alo, Hiến nghe rõ không? Dạ vâng, nghe rõ không? Xong coi đấy là thử thách. Sau đó kiểm tra lòng mình, mình cũng không bán một tiền. Ừ, thế được rồi. Mình yêu Chúa hơn, qua lại mình gần Chúa hơn. Ừ, sau đó mình gần, mình cảm thấy mình cũng quý mình hơn. Thứ ba nữa, mình cũng yêu cả cậu trộm hơn kia hơn. Xong nghĩa, thế là mình thử chịu thử thách rồi. Mình qua thử thách rồi, chưa xong. Mình kiểm tra lại, nếu mà mình gọi là gì, yêu mình hơn ấy, thì mình sẽ phải là sao ạ? Là cái người hoàn thiện mình hơn. Đúng không? Mình phát hiện ra cái lỗi thì mà tại sao mình đánh rơi tiền. Mình yêu mình hơn ấy, thì mình phải hoàn thiện, phải khắc phục cái nhược điểm đó của mình. Amen. Thì gọi là yêu mình hơn. Chứ còn nếu mà nhận cái thử thách ấy rồi, sau đó mình chẳng có thay đổi gì cả, mình chẳng chịu khắc phục gì cả, chẳng chịu nhận bài học gì cả. Mặc dù là có người họ có thể là vì cái lý do khác nhau, họ có thể yêu theo cố vô thức, hoặc là yêu ý thức Chúa theo như họ nói, rồi bản thân họ hay là mọi người khác như họ nói. Thế nhưng mà cái chuyện xảy ra họ vẫn không chịu được họ không chịu thử thách, tức là họ không qua được cái thử thách đó. Cái bài test nó tiếp tục quay trở lại với họ, bởi vì chúng muốn đưa cho bài học ra phải khôn ngoan hơn, phải rèn tập mình hơn trong cái thái độ quan hệ của mình với tài chính, thái độ quan hệ của mình với thời gian, thái độ quan hệ của mình với công việc gì đấy. Tại vì các thái độ đấy nó chính là nước trời mà, nó chính là cái phần thứ ba mà chúng ta nói, yếu tố thứ ba về thái độ quan hệ giữa các chủ thể với nhau. Amen. Thôi, tạ ơn Chúa. Chúa Tô Vi ơi, chúng ta tạ ơn Chúa tất cả mọi sự mà Ngài đã đổ xuống trên chúng con, cho ạ, bởi tình yêu thương của Ngài. Ngài đổ chúng con dưới các dạng khác nhau, dưới ân điển, dưới lòng thương xót, dưới sự nhân từ. Ngài đổ xuống cả sự trừng phạt, sự sửa phạt, sự thạnh nộ, sự phán xét của Chúa bằng tất cả một cách khác nhau. Nhưng chúng con luôn luôn nhìn thấy Ngài, Chúa ạ. Ô, Rasakara và bởi chúng con, ô, được ở trong Ngài, chúng con xưng lại bởi Ngài. Và Ngài đã cho chúng con đôi tai, đôi mắt thuộc linh, bởi Đức Thánh Linh, Chúa ạ, để chúng con thể nhìn thấy Ngài trong mọi chỗ, mọi nơi. Chính Ngài, Thánh Linh ơi, là đấng đã làm lòng chúng con thanh sạch. Và chính làm chúng con thanh sạch nên chúng con, chỗ nào chúng con nhìn thấy Ngài, Chúa ạ, vì phước cho cả lòng thánh sạch, mình sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Vì thế, ô, Chúa ơi, chúng con đã nhìn thấy được Ngài. Ồ, dưới đó là chính Thánh Linh của Ngài đã cho chúng con lòng trong sạch đó. Lòng trong sạch đó đứng được trước mặt Đức Chúa Trời. Lòng trong sạch đó đứng được trước cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và đứng cách dạn dĩ, không cho trách móc được, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa sâu yêu, con cảm ơn Cha thật nhiều về tất cả, Chúa ạ. Từ việc nhỏ nhất, Chúa ạ, đến việc lớn nhất của tất cả các loại
thử thách, cả các loại cám dỗ mà Ngài đã cho phép xảy ra trên đời sống chúng con chưa? Vì chúng con luôn trông cậy vào Ngài, ý muốn của Ngài với chúng con bao giờ cũng là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Hallelujah, ngợi khen Cha dấu yêu. Cha ơi, chúng con thật cảm động vì tình yêu Ngài cho chúng con, cho nhìn thấy cái lòng ý muốn của Ngài với chúng con thật là kỳ diệu. Ngài mong muốn chúng con được phát triển, được trưởng thành chưa? Để đi từ cái bậc nhỏ nhất cho đến bậc cao nhất, lớn nhất cho trong thiên đàng, để đấng Christ được thịnh hành vọc dạng cách trọn lành cho chúng con chưa? Để chúng con xứng đáng là nàng dâu vinh hiển trưởng thành của Chúa, để chúng con được trải nghiệm hết tất cả những cái mức độ nhỏ nhất từ khi chúng con chỉ là tạo vật rồi trở thành con của Ngài chưa? Rồi trở thành môn đồ của Ngài chưa? Trở thành bạn của Ngài, trở thành vợ của Ngài nữa chưa? Để cấp bậc khác nhau trong đời sống chúng con chưa? Hallelujah, để chúng con được đồng cùng Ngài cai trị trong con vĩnh hằng cùng với Chúa. Chúng yêu Ngài. Hallelujah. Chúng yêu cơ nghiệp của bản thân mình chưa? Tất cả chúng con đều cơ nghiệp của Cha vậy. Cha ơi. Hallelujah. Ngợi Thiên Chúa. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Cảm ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thầy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị em.